Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 110. Diệp Bắc Minh vừa về đến phòng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền âm, nhóc con, đã tìm thấy thể chất hỗn độn rồi, cậu định làm gì? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút rồi trả lời, đã xác định có thể chất hỗn độn, vậy tôi lại không vội nữa. Nếu có thể trao đổi 7 giọt tinh huyết thì tốt nhất, thực sự không được thì đành phải cướp người thôi. Cướp người? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nói, ha ha, nhóc con, cậu rất hợp khẩu vị của bổn tháp. Diệp Bắc Minh tiếp tục nói, nhưng mà, việc cấp bách nhất vẫn là lấy được hoa tam thế. Chuyện của cô Đường, tôi muốn cố gắng một lần, cho dù thất bại cũng không hối hận. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thở dài, tên nhóc cậu quá trọng tình trọng nghĩa. Nếu cậu vô tình vô nghĩa một chút, bổn tháp đảm bảo cảnh giới của cậu chắc chắn cao hơn bây giờ. Một câu chưa nói xong. Giây tiếp theo. Cộc, 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 cộc. Bên ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân gấp gáp, Diệp Bắc Minh mở cửa lớn ra nhìn. Vút, vút. Hơn trăm bóng người lao vụt qua trước cửa phòng anh, một người áo đen dừng lại, đôi mắt lạnh lùng quét qua Diệp Bắc Minh, nhóc con, đừng xen vào chuyện của người khác. Ở yên trong phòng, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Không chỉ Diệp Bắc Minh, những tu võ giả khác mở cửa phòng cũng đều bị người ta cảnh cáo. Diệp Bắc Minh cau mày, vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhanh chóng thốt lên, nhóc con, có chuyện rồi. Thể chất hỗn độn gặp nguy hiểm. Hoàng Nhi, cô cứ ở trong phòng đừng đi đâu cả, tôi đi rồi về ngay. Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu, rồi chạy về phía hơn trăm người áo đen vừa rời đi. Dọc đường, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc con, rất kỳ lạ. Sao vậy tiểu tháp? Trên tinh thuyền còn có một thế lực khổng lồ khác, số người khoảng 300-400. Người mạnh nhất trong số họ, vượt qua thần quân đỉnh phong. Những người này dường như cũng đang chú ý từng cử động của Sở Y Thủy, nhưng lại không có ý định ra tay. Đôi mắt Diệp Bắc Minh híp lại. Mặc kệ, Sở Y Thủy không thể có chuyện gì được. Anh nhanh chóng tăng tốc. Đến bên ngoài một căn phòng, có 5 người canh giữ ở cửa, bên trong truyền ra tiếng đánh nhau kịch liệt. Mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Diệp Bắc Minh cau mày. Sở Y Thủy không thể có chuyện được. Nếu không 7 vị sư tỷ phải làm sao? Anh sải bước hướng về phía cửa lớn căn phòng. Kẻ nào, không muốn chết thì cút nhanh đi. Một người áo đen phát hiện Diệp Bắc Minh đang tiến đến. Diệp Bắc Minh không hề lay động. 5 người quát khẽ, muốn chết à? Chúng nhanh chóng lao đến chỗ Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh dậm chân một cái, một luồng khí lưu cực mạnh bùng nổ, đánh bay 5 người. Từ khe hở, thân thể anh lóe lên, lao vào trong căn phòng. Hơn trăm người mắt đỏ ngầu, chằm chằm nhìn hai lão giả liên tục phun máu và Sở Y Thủy. Tiểu thư, người đi trước đi, chúng tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Hai lão giả liều mạng chiến đấu, gắt gao ngăn chặn hơn trăm người áo đen. Muốn chạy à, đừng mơ, hôm nay Sở Y Thủy nhất định phải chết, giết. Hơn trăm người xông lên, hai lão giả căn bản không chống đỡ nổi, ngã xuống ngay tại chỗ. Sở Y Thủy siết chặt nắm tay giấu dưới tay áo, trong đầu hiện lên lời cha mẹ, trừ phi là tình huống chắc chắn phải chết, nếu không nhất định không được thể hiện thực lực. Lùi, 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 lùi lại 3 bước. Ha ha ha, cô nhóc này không biết võ công. Giết cô ta đi, lấy chút lợi tức trước, sau này từ từ báo thù nhà họ Sở. Hơn trăm người áo đen mắt đầy tơ máu, không ngừng ép sát Sở Y Thủy. Đột nhiên, nhiều người ức hiếp một cô gái yếu đuối như vậy. Có vẻ không hay lắm nhỉ. Phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng. Vút. Một bóng người lóe lên, vượt qua tất cả mọi người chắn trước mặt Sở Y Thủy. Sở Y Thủy kinh ngạc, là anh. Chăm ánh mắt khóa chặt Diệp Bắc Minh, trong mắt mang ý lạnh lẽo, tên nhóc, mày là ai? Có quan hệ gì với nhà họ Sở? Diệp Bắc Minh nói, một người qua đường, không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Sở. Đã không có quan hệ gì với nhà họ Sở. Bây giờ thì cút đi cho tao. Chúng tao sẽ không giết mày. Một người đàn ông quát khẽ bước lên một bước. Diệp Bắc Minh cau mày, những người này dường như đều không phải hạng độc ác cùng cực. Bọn họ với nhà họ Sở, dường như có thâm thù đại hận. Cho nên, anh cũng không trực tiếp ra tay giết chóc. Các vị, ân oán giữa các người và nhà họ Sở thì tôi không quản. Nhưng Sở Y Thủy không thể chết. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Một người đàn ông khác bước ra. Nói nhảm với hắn làm gì? Ra tay. Thực lực thần quân cảnh trung kỳ đánh ra một chưởng,
như sóng thần hướng về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vung một chưởng đón lấy. Gầm. Một con rồng máu xông ra. Ngay khoảnh khắc hai người chạm tay vào nhau, cuồng phong khủng bố tàn phá khắp căn phòng. Tất cả đồ đạc và bài trí, ngay lập tức hóa thành bụi phấn. Người đàn ông ra tay thậm chí bay ngược ra ngoài, một hơi ngã ra ngoài mấy chục mét, lùi ra bên ngoài phòng. Sao có thể? Người đàn ông kinh ngạc. Những người áo đen che mặt khác cũng đều nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ không thể tin được. Đột nhiên, ầm ầm, cả tinh thuyền rung chuyển dữ dội, một luồng khí tức như trời long đất lở truyền đến. Trong hư không đột nhiên lóe lên một mảnh phù văn, phong tỏa tất cả. Không ổn, có mai phục, chúng ta trúng kế rồi. Một lão giả che mặt kinh hãi, mau rút lui. Giây tiếp theo, hai bên hành lang mỗi bên có một lão giả râu tóc bạc phơ bước ra, khóe miệng mang nụ cười nhạt, bây giờ mới biết chạy, không thấy là quá muộn rồi sao? Bù! Hai lão giả toát ra khí tức không thể chống cự. Phụt, 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 phụt. Hơn trăm người áo đen che mặt như bị sét đánh, từng người phun ra máu tươi, một lực lượng cực kỳ khủng bố nghiền ép tới. Rầm. Nhiều người ngay lập tức bị ép quỳ xuống đất. Có một số người áo đen che mặt không muốn quỳ xuống, trên người họ bỗng có một lực lượng càng khủng bố hơn nghiền ép xuống. Rắc, rắc, từng đầu gối nổ tung. Bị cưỡng ép quỳ xuống. Thân thể Diệp Bắc Minh run lên, gần như cũng không chịu nổi áp lực này, tiểu tháp, đây là lực lượng cảnh giới gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, trên thần quân cảnh, nhập đạo cảnh. Cực đạo chi lực. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục âm thầm ra tay, áp lực khủng bố kia biến mất. Chỉ thấy mấy trăm người từ hai bên hành lang xông ra, vũ khí kề trên cổ những người áo đen che mặt quỳ xuống, xé xuống khăn che mặt của họ. Đây là một âm mưu, các người đã chuẩn bị từ sớm ư. Hơn trăm người áo đen hiểu ra tất cả. Mặt xám như cho tàn. Hai lão giả nhập đạo cảnh mỉm cười không nói gì, chắp tay về phía cuối hành lang, công tử, tất cả mọi người đã khống chế xong. Không sót một con cá nào. Tốt. Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Cuối hành lang xuất hiện một thanh niên phong độ hiên ngang, Vương Quỳnh với vẻ mặt mang nụ cười nhạt đứng bên cạnh. Dưới sự chăm chú của nhiều người, thanh niên kia bước vào đại sảnh căn phòng. Hai thuộc hạ lập tức quỳ xuống, thanh niên ngồi xuống lấy ra một chiếc khăn tay che mũi, mùi máu tanh quá nặng, xử lý một chút. Vâng, công tử. Một trong hai lão giả nhập đạo cảnh gật đầu. Đưa bàn tay khô quắt ra, ấn về phía hư không. Bù. Mấy tên áo đen bị thương phun máu ngay lập tức hóa thành một làn khói xanh, rồi biến mất. Chí Cương, Thanh Dương, Hổ Tử, mẹ kiếp. Mấy người tức giận gào thét. Ồn ào. Thanh niên mặt không biểu cảm. Lão giả nhập đạo cảnh lại vung một chưởng nghiền ép tới, mấy người đang giận dữ ngay lập tức tan biến. Ngay cả xương máu cũng không để lại. Đại sảnh của căn phòng lập tức yên tĩnh. Thanh niên này mới thong thả nhìn về phía Sở Y Thủy, em gái Y Thủy, em không sao chứ? Sở Y Thủy gật gật đầu, anh Nguyên Bá, em không sao. Sở Nguyên Bá mỉm cười, không sao là tốt rồi, nếu em có chuyện gì, anh không biết phải ăn nói thế nào. Đôi mắt của anh ta chuyển hướng, rơi trên người Diệp Bắc Minh, thực lực của anh không tệ, lại có thể chống lại uy áp nhập đạo cảnh mà không quỳ xuống. Nói đi, anh muốn phần thưởng gì? Diệp Bắc Minh còn chưa nói gì. Một người áo đen gào thét xé lòng, tên nhóc kia, mày đáng chết. Nếu không phải do mày, Sở Y Thủy đã là một cái xác rồi. Chết tiệt, tại sao, trời xanh ơi, tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Nhà họ Sở hủy nhà tôi. Diệt cả tộc của tôi. Tại sao không cho chúng tôi báo thù? Chúng tôi đã làm sai điều gì? Một số người gào thét bi phẫn. Các người ồn ào quá. Sở Nguyên Bá mực bội ngoáy tai một cái. Lão giả nhập đạo cảnh giơ tay liên tục điểm chỉ, mấy người đang nói chuyện trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Sở Nguyên Bá mỉm cười, nhìn xem, như vậy tốt biết bao, yên tĩnh biết bao. Các người thành thật một chút. Sống lay lắt chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao nhất định phải như kiến muốn lật đổ cây đa, muốn đối địch với nhà tôi? Nếu không phải các người quá phiền phức, bổn công tử cũng sẽ không dùng em gái Y Thủy làm mồi nhử, dụ dỗ các người cắn câu. Lông mày Sở Y Thủy nhíu chặt. Cô ta lại bị dùng làm mồi nhử. Một lão giả giận dữ quát, Sở Nguyên Bá. Nhà họ Sở vô đạo, vì tìm kiếm một vật ngoài trời hư vô mờ mịt mà tàn sát bừa bãi. Mấy chục đại lục của bọn tao gần như bị nhà các người diệt sạch, thi thể chất đầy trăm dặm,
mày sẽ chết không toàn thây. Sở Nguyên Bá giơ tay chỉ một cái, thật sao? Phụt, thân thể lão giả ngay lập tức nổ tung, máu tươi bắn tung tóe khắp người mười mấy tu võ giả xung quanh. Ôi, lại là mùi máu tanh, xử lý đi. Sở Nguyên Bá che mũi bằng khăn tay. Lão giả nhập đạo cảnh nắm chặt năm ngón tay, thân thể mười mấy người dính máu tươi bị một lực lượng pháp tắc nghiền nát, ngay lập tức biến mất. Lông mày Diệp Bắc Minh nhíu chặt lại. Vật ngoài trời. Mấy chục đại lục bị diệt sạch. Những thứ này đều là do nhà họ Sở làm. Những người áo đen này đều đến báo thù sao? So với vật ngoài vực kia, mạng của mấy con kiến các người thì đáng là bao. Muốn trách thì trách các người xui xẻo, đại lục của các người lưu truyền truyền thuyết về tòa cổ tháp kia. Sở Nguyên Bá lắc đầu nghiền ngẫm, các người nên cảm thấy may mắn. Những đại lục khác lưu truyền về tòa cổ tháp kia, ngay cả một người sống cũng không được trừ lại. Đáng tiếc, nhà tôi vẫn chưa tìm thấy tòa cổ tháp kia. Thân thể Diệp Bắc Minh run lên. Vật ngoài trời. Cổ tháp. Chẳng lẽ là tháp Càn Khôn Chấn Ngục? Chết tiệt, nhất định là tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Ba tên thanh niên đó xông vào đại lục hỗn độn, giết đến nỗi hoa tộc bị diệt vong. Hơn trăm vị đại năng thượng cổ của hoa tộc ngã xuống. Hoa tộc cũng hoàn toàn sụp đổ, cho đến hôm nay nhờ có tôi mới có một tia sức sống. Tiểu tháp, nhà họ Sở, ba tên thanh niên đó có thể có liên quan đến nhà họ Sở. Hơn nữa nhà họ Sở trước mắt rất có thể chính là thủ phạm của tất cả. Những người áo đen này giống như tôi, đều là người của chủng tộc bị diệt vong. Bọn họ đến ám sát Sở Y Thủy, chỉ là để báo thù. Diệp Bắc Minh trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt tất cả. Giây phút này, trong lòng anh dâng lên một cơn lửa giận ngút trời. Càng nhiều hơn là tự trách và phẫn nộ. Anh lại ngăn cản những người muốn báo thù giống như anh. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống. Hửm. Sở Nguyên Bá quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Diệp Bắc Minh. Chỉ thấy đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, ngực phập phồng dữ dội vì tức giận. Sở Nguyên Bá còn tưởng Diệp Bắc Minh kích động, suýt nữa thì quên mất anh. Lời bổn công tử vừa nói, vẫn còn hiệu lực. Hôm nay anh có công, nói đi, bất kể yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Anh chắc chứ? Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo. Sở Nguyên Bá lắc đầu cười, bổn công tử nói một không hai, lời đã nói ra, quyết không nuốt lời. Diệp Bắc Minh nói ra một lời khiến người ta khiếp sợ, tôi muốn anh thả hết tất cả bọn họ. Anh nói cái gì? Nụ cười của Sở Nguyên Bá đông cứng lại, còn tưởng mình nghe nhầm. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Y Thủy kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Bắc Minh. Không chỉ cô ta. Hơn trăm người áo đen đến ám sát Sở Y Thủy cũng sững sờ, không ngờ tên nhóc làm hỏng chuyện tốt của họ lại đưa ra yêu cầu này. Vương Quỳnh quát khẽ, Diệp Bắc Minh, anh điên rồi phải không? Anh biết những người này với nhà họ Sở có quan hệ gì không? Anh biết Sở công tử vì bắt những người này, đã tốn bao nhiêu công sức không? Anh còn dám nói bậy à? Còn không mau im miệng đi. Diệp Bắc Minh phớt lờ Vương Quỳnh, nhìn thẳng vào Sở Nguyên Bá, sao? Nói mà không giữ lời à? Đôi mắt Sở Nguyên Bá híp lại, anh tên Diệp Bắc Minh phải không? Bổn công tử nhớ kỹ nhanh rồi. Nhưng mà, tôi cho anh một cơ hội đổi ý. Anh chắc chắn muốn tôi thả hết tất cả bọn họ. Phải. Diệp Bắc Minh gật đầu không chút do dự. Ha 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 ha. Sở Nguyên Bá ngửa mặt cười lớn, tên nhóc thú vị đấy, các người có thể đi rồi. Lời vừa nói xong. Tất cả tu võ giả của nhà họ Sở thu binh khí lại, lùi về phía sau Sở Nguyên Bá. Hai lão giả nhập đạo cảnh cũng thu liễm uy áp. Trong nháy mắt, những người áo đen còn sống sót đều lấy lại tự do. Tên nhóc, đừng tưởng mày cứu bọn tao một lần là xong chuyện. Bọn tao không để yên đâu. Những người áo đen này trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Vương Quỳnh lo lắng, Sở công tử, anh thật sự cứ thế thả bọn họ sao? Sở Nguyên Bá cười nhạt, hừ, một đám quân vô tổ chức. Thả thì thả thôi. Đôi mắt của anh ta chuyển hướng, khóa chặt Diệp Bắc Minh, tên nhóc kia, bổn công tử cũng hơi tò mò. Anh với bọn họ không thân không quen, tại sao lại giúp bọn họ? Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời, nhà họ Sở diệt chủng tộc của họ, tôi thấy họ báo thù không có gì sai. Lời vừa thốt ra.
Cả đại sảnh chìm vào sự tĩnh lặng như tờ. Tất cả người nhà họ Sở đều kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Hoàn toàn không ngờ tên nhóc này lại không sợ chết đến mức dám nói ra lời như vậy. Anh! Vương Quỳnh trợn to đôi mắt đẹp, há hốc miệng, Diệp Bắc Minh, anh điên rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Y Thủy hiện đầy vẻ khiếp sợ. Hai lão giả nhập đạo cảnh từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Diệp Bắc Minh, giờ cũng không khỏi nhìn anh một cái thật sâu. Sở Nguyên Bá mỉm cười đầy nghiền ngẫm, vậy nên, nếu tôi diệt cả tộc của anh, anh cũng sẽ không màng tất cả mà tìm tôi báo thù. Diệp Bắc Minh gật đầu khẳng định, tôi sẽ tự tay giết anh. Sát ý không hề che giấu chút nào. Xì. Vương Quỳnh hít vào một hơi lạnh. Cô ta xác định tên nhóc này thật sự điên rồi. Một tên điên thật sự. Sở Nguyên Bá cười sằng sặc, ha 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 ha. May mà anh không phải bọn họ, nếu không anh sẽ biết thế nào gọi là tuyệt vọng thật sự. Chấm. Sau khi Diệp Bắc Minh rời đi, một trong hai lão giả nhập đạo cảnh cúi đầu tiến lên, công tử, có cần điều tra tên Diệp Bắc Minh này không? Sở Nguyên Bá duỗi người một cái, một con kiến có chút bí mật nhỏ, không có gì đáng điều tra. Nhưng mà, tôi cũng rất sẵn lòng để hắn nếm trải một chút thế nào gọi là tuyệt vọng thật sự. Thông báo về cuộc chiến tỉ thí ở đảo Thiên Giai, sắp xếp cho hắn một chút. Sở Y Thủy im lặng nhìn tất cả những điều này. Lông mày nhíu chặt lại. Trong lòng dâng lên một cơn ớn lạnh. Chấm. Trên đường về phòng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền âm, tên nhóc, vừa rồi cậu thật sự quá kích động. Diệp Bắc Minh tự tin lắc đầu, lần đầu tôi gặp Sở Nguyên Bá, nhưng loại người này không phải lần đầu tôi gặp. Hắn tự tin đến mức tự phụ. Không thể nào nuốt lời trước mặt mọi người. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Trở về cửa căn phòng, đẩy cửa bước vào. Bên trong tối đen như mực. Hoàng Nhi. Diệp Bắc Minh gọi một tiếng, nhưng không có ai trả lời. Đột nhiên. Phía sau truyền đến một tiếng kiếm, một đạo kiếm khí gần như dán sát qua da đầu Diệp Bắc Minh lóe lên rồi biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. May mà Diệp Bắc Minh phản ứng nhanh, mới tránh được một kích. Rầm, một tiếng động trầm đục vang lên, cửa căn phòng đóng lại. Tiếng quát khẽ của một người phụ nữ vang lên, nhóc con. Mày làm hỏng kế hoạch của bọn tao, đáng chết. Phút, 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 phút. Kiếm khí tung hoành, kiếm ảnh lẫn lộn. Liên tục nhanh chóng đánh về phía Diệp Bắc Minh. Trong lòng Diệp Bắc Minh nghẹn một đống lửa giận, những người này không biết tốt xấu. Lại còn muốn ám sát mình. Một quyền đánh ra. Gầm. Một con rồng máu từ nắm đấm xông ra, hung hăng đập lên trường kiếm của người phụ nữ. Huyết quang soi sáng cả đại sảnh, chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch xinh đẹp của người phụ nữ. Keng. Trường kiếm tuột tay bay ra. Sự uy của rồng máu rơi xuống ngực người phụ nữ, đánh bay cô ta ra ngoài, cô ta phun ra một ngụm máu tươi nằm trên đất. Đèn pha lê sáng lên. Cả căn phòng sáng trưng. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, tôi cứu các người lại còn muốn ám sát tôi. Người phụ nữ phun ra một ngụm máu tươi, hừ, mèo khóc chuột giả từ bi. Nếu không phải do mày, bọn tao đã thành công rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu không có tôi, các người quả thật có thể thành công. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ giết được một Sở Y Thủy, đợi Sở Y Thủy chết. Sở Nguyên Bá vẫn có thể ra tay diệt sát tất cả các người. Thậm chí, nhà họ Sở còn có lý do để tiếp tục truy sát những kẻ sót lại này. Người phụ nữ mạnh miệng nói, giết một Sở Y Thủy, đã lời rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu cười khẩy, một đám quân vô tổ chức, khó trách không làm nên chuyện. Nếu là tôi, khi chưa có lực lượng có thể lật đổ nhà họ Sở, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Mày là ai? Người phụ nữ giật mình. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm với cô ta. Anh tìm kiếm một vòng trong phòng. Cuối cùng, trong phòng tắm của Nghê Hoàng, tìm thấy Nghê Hoàng bị trói gô lại, bị nhốt trong một trận pháp nhỏ. Cô ta chỉ tạm thời bất tỉnh, không bị thương. Có thể thấy người phụ nữ kia không phải kẻ tàn nhẫn. Sau khi đánh thức Nghê Hoàng, Diệp Bắc Minh quay lại đại sảnh, người phụ nữ vẫn chưa rời đi. Diệp Bắc Minh hơi bất đắc dĩ, tôi đã tha cho cô rồi. Sao cô vẫn chưa đi? Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng,
Đồng bọn của tôi đều đã rời đi, bây giờ trên tinh thuyền thì chỗ của cậu là an toàn nhất. Tại sao tôi phải đi? Dù sao cậu cũng nợ chúng tôi. Diệp Bắc Minh khóe miệng co giật, các người đều vô lại như vậy sao? Ai vô lại? Người phụ nữ trợn to đôi mắt đẹp, Tiêu Sơ Nhiên tôi nhất thời sa sút, bất đắc dĩ phải nương nhờ người khác mà thôi. Hơn nữa tôi nhìn ra, cậu quả thật không phải người xấu. Cô ta liếc nhìn Nghê Hoàng, người phụ nữ này ở chung một phòng với Cơ Chu lâu như vậy, lại vẫn là xử nữ. Nghê Hoàng nuốt nước bọt, cô đã làm gì tôi? Tiêu Sơ Nhiên cười lạnh, sau khi đánh ngất cô, để phòng ngừa cô có nguy hiểm. Đương nhiên là lục soát thân thể cô rồi. Cô! Khuôn mặt xinh đẹp của Nghê Hoàng đỏ bừng, trong lòng có một ngọn lửa giận bùng lên, lục soát thì lục soát, sao lại lục chỗ đó? Tiêu Sơ Nhiên cười ha hả, đã lục rồi thì lục luôn, hay là tôi để cô cũng lục lại tôi một lần? Cô! Nghê Hoàng hơi bất đắc dĩ, thôi bỏ đi, lười so đo với cô. May mà Tiêu Sơ Nhiên là nữ, nếu là nam. Vậy trinh tiết của cô ta không phải mất rồi sao? Tiếp đó, dưới ánh mắt của Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng, Tiêu Sơ Nhiên trực tiếp đi đến trước cửa căn phòng lớn nhất. Đẩy cửa bước vào, từ bây giờ cho đến khi xuống thuyền, tôi sẽ ở đây. Các người không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi. Rầm. Cửa phòng đóng lại. Cô, Diệp đại ca anh xem kìa. Cô ta lại trắng trợn chiếm phòng của anh như vậy, cô ta tưởng cô ta là ai chứ? Nghê Hoàng rất tức giận. Diệp Bắc Minh lắc đầu, thôi bỏ đi, dù sao chỗ này cũng nhiều phòng. Sau khi đóng cửa, Tiêu Sơ Nhiên lập tức ngồi trên giường, lấy ra một đống đồ vật từ nhẫn chữ vật. Từ bên trong lục tìm ra một lọ sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược rồi nuốt luôn. Nửa canh giờ sau. Chữa thương xong. Khi Tiêu Sơ Nhiên thu dọn đồ đạc. Ánh mắt rơi trên chữ tiêu trên một miếng ngọc bội. Em gái, em yên tâm, chị nhất định sẽ tìm được em. Cô ta cất ngọc bội đi. Chấm. Một đường im lặng. Ba ngày sau, cuối cùng cũng đến đảo Thiên Giai. Tinh thuyền dừng trên một quảng trường khổng lồ, nhìn không thấy bờ. Người đông nghìn nghịt, đầu người cuồn cuộn. Diệp Bắc Minh ước lượng sơ bộ, chỉ riêng quảng trường đã có hơn 100 triệu người. Tiêu Sơ Nhiên thay một thân váy trắng dài, đội mũ trùm, chào hỏi một tiếng rồi biến mất trong đám đông. Đây chính là đảo Thiên Giai sao? Nghê Hoàng dù là thánh nữ mị tộc, giờ phút này cũng sửng sốt, nhiều người quá. Đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, đây là một trong vô số đảo của đảo Thiên Giai. Đảo Thiên Giai chia làm hai tầng trên dưới, phía trên tổng cộng có 72 đại lục. Tương ứng thuộc về khoảng 1.000 thế lực lớn nhỏ. Phía dưới có 108 hòn đảo, đảo các người đang ở chỉ là một trong số 108 hòn đảo. Quảng trường như thế này, cũng có mấy trăm cái. Tất nhiên, quảng trường này cũng không phải lớn nhất. Lần đại chiến Thiên Giai này, ước tính sơ bộ ít nhất có 100 tỷ tu võ giả tham gia. Cuối cùng người có thể thành công lên được đảo Thiên Giai, không quá 10 vạn người. Đúng nghĩa là tuyển một trong hàng tỷ. Họ quay đầu nhìn lại. Lại là Sở Y Thủy. Cô ta lộ ra một nụ cười với Diệp Bắc Minh, đa tạ Diệp công tử cứu mạng. Diệp Bắc Minh tùy ý nói, chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Nhưng trong lòng lại hơi rung động, tiểu tháp, hàng trăm tỷ tu vũ giả tham gia cuộc chiến Thiên Giai à. Trời ơi, toàn bộ dân số địa cầu vị diện cũng chỉ 7-8 tỷ thôi nhỉ. Tương đương với hơn chục cái địa cầu cùng đến tham gia cuộc chiến Thiên Giai. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười khẽ, nhóc con. Thế giới bản nguyên đã có mấy nghìn đại lục, mỗi đại lục phía dưới lại có hơn vạn tiểu vị diện. Trăm tỷ tu võ giả đối với muôn người mà nói, cũng chỉ là một trong trăm vạn mà thôi. Có thể xuất hiện ở đây, đều từng là nhân vật chính của vị diện của mình. Diệp Bắc Minh không khỏi cảm thán, đúng vậy, thế giới rộng lớn như vậy, cuối cùng võ đạo là gì nhỉ? Sở Y Thủy hơi do dự, vẫn nói ra một câu, Diệp công tử, nếu có thể... Anh vẫn đừng nên tham gia cuộc chiến Thiên Giai nữa. Tại sao? Diệp Bắc Minh cau mày. Sở Y Thủy tất nhiên không thể nói cho Diệp Bắc Minh biết, Sở Nguyên Bá sẽ sắp xếp người nhằm vào anh. Nên tùy tiện tìm một lý do, với thực lực của anh, đừng nói là xuất lên đảo trong số 10 vạn.
cho dù là trong 100 tỷ người chen vào top 100 triệu cũng rất khó. Diệp Bắc Minh cười, cảm ơn, tôi muốn thử xem. Sở Y Thủy nhìn sâu vào Diệp Bắc Minh, sự tình đã đến nước này, cô ta cũng không tiện nói gì thêm. Vì thế cô ta nhẹ nhàng rời đi. Vương Quỳnh đi tới, nửa như cười nửa như không liếc nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp công tử, hãy tận hưởng khoảng thời gian tiếp theo đi. Cô ta cũng dẫn người nhà họ Vương nhanh chóng rời đi. Đúng lúc Diệp Bắc Minh đang nghi hoặc, mấy chục đạo ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt anh, sát ý không chút che giấu ập tới. Mày chính là tên phế vật dã nhân kia, chính là mày đã giết em trai bảng sát của tao. Một người đàn ông toàn thân tỏa huyết quang, giọng khàn khàn vang lên. Một hướng khác, một người đàn ông trung niên mặt chữ quốc, đôi mắt đỏ ngầu, mày chính là Diệp Bắc Minh phải không? Con trai tao Trần Cảnh Hiên chết dưới tay mày đúng không? Mày thật tàn độc, thậm chí ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không trừ lại cho nó. Hai người đều là thần quân cảnh đỉnh phong. Các tu võ giả xung quanh liếc mắt nhìn. Lập tức mất hứng thú. Loại kịch bản báo thù này, đều đang diễn ra từng giây từng phút ở đảo Thiên Giai. Hơn nữa, hai bên căn bản không đánh nhau được, nhiều nhất chỉ nói mấy câu đe dọa. Ở đảo Thiên Giai, trừ võ đạo đài ra, không có bất kỳ ai dám tự tiện ra tay. Là bất kỳ ai. Một khi vi phạm, sẽ phải chịu sự truy sát liên hợp của tất cả thế lực 72 đảo Thiên Giai. Chính vì như vậy, võ đạo đài tuyệt đối công bằng. Ngu ngốc. Diệp Bắc Minh căn bản lười giải thích, Hoàng Nhi, chúng ta đi báo danh. Anh dẫn Nghê Hoàng trực tiếp lướt qua giữa hai người. Hai người sửng sốt. Trong đôi mắt bộc phát lửa giận ngút trời. Trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, hận không thể ăn sống nuốt tươi máu thịt của anh. Đáng tiếc, hai người không dám ra tay. Lửa giận bốc cháy ngút trời, trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh đi về phía chỗ báo danh. Phế vật dã nhân mày chờ đó cho tao. Bàng binh tao nhất định sẽ giết mày. Đi ra rất xa, môi Nghê Hoàng vẫn run rẩy, Diệp đại ca. Bọn họ đều là thần quân cảnh đỉnh phong đó. Một người trong số họ là có thể quét ngang cả đại lục hỗn độn, chúng ta sẽ chết sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười, yên tâm, bọn họ không dám ra tay đâu. Trước hết đi báo danh đã. Vâng, Nghê Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Hai người đến chỗ báo danh. Hơn vạn đội đang xếp thành hàng. Chỉ cần nộp 100 khối tinh thần thạch là có thể nhận được một cái thẻ tên. Phía trước hơn vạn hàng ngũ, mỗi hàng đều có một tấm bia đá đen đứng sừng sững. Mỗi tu võ giả đến trước bia đá, chỉ cần toàn lực đấm một quyền vào bia đá sẽ nhận được một nhóm số. Dưới 3.000 tuổi, sức chiến đấu vượt quá 1 vạn người, mới có tư cách tham gia cuộc chiến thiên giai. Người đàn ông trung niên đứng gác trước bia đá ngáp dài. Sức chiến đấu 5.987. Không hợp cách, người kế tiếp. Sức chiến đấu 4.872. Không hợp cách, người kế tiếp. Người kế tiếp, người kế tiếp. Nghê Hoàng đứng trước Diệp Bắc Minh. Khoảng 3 canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt cô ta. Diệp đại ca, tôi. Nghê Hoàng rất căng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mấy trăm thiên quân. Chân quân cảnh phía trước chỉ có vài nghìn sức chiến đấu, cô ta mới chỉ là bản nguyên cảnh sơ kỳ tầm thường. Trong lòng rất không nắm chắc. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đừng lãng phí thời gian của mọi người. Người đàn ông trung niên đứng gác trước bia đá không kiên nhẫn quát lên. Nghe Hoàng giật mình, nhưng một câu nói của Diệp Bắc Minh khiến cô ta lập tức có lòng tin. Nhanh chóng bước đến trước bia đá. Toàn lực bộc phát. Một quyền đập lên bia đá. Tất cả lực lượng, đều bị bia đá hấp thu. Giây tiếp theo. Trên bia đá hiện lên mấy con số. Nghê Hoàng nhìn thấy vậy, hoàn toàn sững sờ. 963. Người đàn ông trung niên bảo vệ bia đá sửng sốt. Giây tiếp theo. Ha 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 ha. Các tu võ giả xếp hàng xung quanh truyền đến một tràng cười ổ, không chút che giấu sự chế giễu, mỉa mai. Cười chết mất. Ngay cả sức chiến đấu 1.000 cũng không có. Sức chiến đấu 963. Đầy tớ nhà tôi cũng không chỉ có sức chiến đấu này. Sức chiến đấu mới hơn 900 mà cũng đến tham gia cuộc chiến thiên giai. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vô số tiếng mỉa mai vang lên. Nghê Hoàng đứng tại chỗ, trong đôi mắt có nước mắt lưng tròng.
đứng ngây ra tại chỗ, một cảm giác thất bại dâng lên trong lòng, mình lại vô dụng như vậy sao? Sức chiến đấu 963. Ha ha, Nghê Hoàng à Nghê Hoàng, mày thật sự là một kẻ vô dụng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không cút đi. Người đàn ông trung niên thủ hộ bia đá quát lên một cách không khách khí. Diệp Bắc Minh lạnh lùng liếc ông ta, chỉ là chuyện vài giây, ông gấp cái gì? Người đàn ông trung niên không ngờ Diệp Bắc Minh dám cãi lại, nhóc con, cậu còn dám cãi lại tôi à? Biết đây là chỗ nào không? Khí tức thần hoàng cảnh, hừ, còn giấu giếm thực lực thật sự cơ đấy. Nói cho cậu biết chiêu này ở đảo Thiên Giai vô dụng, đừng tưởng ở vị diện của mình là thiên tài, chẳng là cái thá gì ở đây đâu. Diệp Bắc Minh không nói gì. Anh bước lên vỗ vai Nghê Hoàng, không sao, cô mới hơn trăm tuổi thôi. Lần này dù không được, cũng biết được chỗ chưa đủ của mình, sau này vẫn còn cơ hội. Những người này lớn tuổi hơn cô rất nhiều, khi họ hơn trăm tuổi chưa chắc đã mạnh bằng cô đâu. Nghê Hoàng dễ chịu hơn nhiều, im lặng lui sang một bên. Người đàn ông trung niên thủ hộ bia đá lắc đầu cười lạnh, nhóc con, tôi lại muốn xem sức chiến đấu của cậu là bao nhiêu đấy. Diệp Bắc Minh bước đến trước bia đá. Giơ tay đấm một quyền. Tấm bia đá rung động nhẹ một cái. Hiển thị một con số. Vừa đúng vượt qua sức chiến đấu 10000. Người đàn ông trung niên bày ra vẻ mặt khó tin, thế mà cậu lại vượt qua. Ông ta lập tức đổi sang một bộ mặt tươi cười, liếc nhìn thẻ thân phận bên hông Diệp Bắc Minh, vị Diệp Bắc Minh công tử này. Sức chiến đấu 10086. Thông qua. Thay đổi sắc mặt nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Xung quanh lập tức có vô số ánh mắt hâm mộ nhìn tới. Tuy Diệp Bắc Minh vẫn lộ ra khí tức thần hoàng cảnh, nhưng không ai cho rằng anh thật sự là thần hoàng cảnh. Dù sao, thần hoàng cảnh sao có thể có sức chiến đấu hơn 10000 chứ? Diệp đại ca, tốt quá! Chúc mừng anh! Nghê Hoàng vui mừng nhảy dựng lên, ôm chầm lấy cổ Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghi hoặc, cậu đang giấu giếm thực lực à? Cú đấm vừa rồi chưa đến 1/10 lực lượng. Sức chiến đấu thật sự của cậu, hẳn phải hơn 10000 chứ. Diệp Bắc Minh đáp, qua mức vừa đủ là được, vừa đến đảo Thiên Giai còn chưa biết tình hình thế nào. Không tệ, cậu đã trưởng thành rồi, thận trọng hơn nhiều rồi. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Người đàn ông trung niên chỉ vào một truyền tống trận phía sau bia đá, Diệp công tử, cậu đã vượt qua bài kiểm tra cơ bản có thể đến đài võ đạo rồi. Quy củ bên đó, đến nơi tự khắc cậu sẽ biết. Diệp Bắc Minh liếc nhìn Nghê Hoàng, chỉ mình tôi có thể qua đó thôi sao? Người đàn ông trung niên mỉm cười lắc đầu, không nghiêm ngặt như vậy, nếu cô ta là đầy tớ của anh thì có thể theo qua hầu hạ. Diệp Bắc Minh không nói thêm, nắm tay Nghê Hoàng bước lên truyền tống trận. Chấm. Cùng lúc đó, Sở Nguyên Bá vừa trở về đảo Thiên Giai, một lão giả liền bước tới, công tử. Tên nhóc tên Diệp Bắc Minh kia vừa vượt qua bài kiểm tra cơ bản của cuộc chiến Thiên Giai. Sức chiến đấu của hắn, 10086. Vương Quỳnh ở bên cạnh nhíu mày, chắc hẳn hắn đang giấu giếm thực lực. Xét từ thực lực hắn chém giết Trần Cảnh Hiên trên tinh thuyền, ít nhất cũng là thần quân cảnh trung kỳ trở lên. Sức chiến đấu hơn 10000, tương ứng hẳn là thần quân cảnh sơ kỳ nhỉ. Lão giả lại nói thêm một câu. Công tử, em trai bàng sát của bàng binh chết dưới tay tên này. Cả người đứng đầu nhà họ Trần cũng muốn đối phó tên này. Sở Nguyên Bá tùy ý cười, vậy thì sắp xếp một chút đi. Sức chiến đấu hơn 10000, ước chừng sức chiến đấu thật sự của hắn vào khoảng 30000. Cứ sắp xếp cho hắn một tên sức chiến đấu 60000 đi. Vâng. Lão giả lui ra ngoài. Vương Quỳnh sửng sốt tại chỗ, không nhịn được nhìn Sở Nguyên Bá. Sở công tử, anh hoàn toàn không cho hắn cơ hội à? Ha ha! Sở Nguyên Bá bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm, một con kiến tầm thường, để hắn mở mang tầm mắt là đủ rồi. Cho hắn một chút hy vọng, rồi nặng nề nghiền nát hy vọng của hắn. Bổn công tử sẽ chừa cho hắn một hơi, để hắn sống sót bước xuống từ đài võ đạo, chỉ không biết bàng binh và nhà họ Trần còn thủ đoạn gì chờ hắn nữa. Ha 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 ha! Nghĩ đến đây! Sở Nguyên Bá hưng phấn cười phá lên. Đôi khi, chơi đùa một chút với kiến cũng khá thú vị đấy. Vương Quỳnh không nhịn được dùng mình.
Ai ra, anh chọc Sở công tử làm gì chứ? Bước ra khỏi truyền tống trận, tầm mắt bỗng nhiên rộng mở. Một quảng trường khổng lồ, mấy nghìn đài võ đạo rèn bằng thép. Gần như mỗi đài võ đạo đều đang diễn ra trận chiến. Diệp Bắc Minh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã có một lão giả bước tới, nhóc con, rút thăm. Rút thăm. Diệp Bắc Minh hơi nghi hoặc. Lão giả nhanh chóng nói, mỗi người vào đây đều phải rút thăm. Quy tắc rất đơn giản, hai hộp này có 100 số. Ông ta chỉ vào hai cái hộp bị phong ấn khí thức bằng phù văn bên cạnh. Từ 1 đến 100, cậu rút được bất kỳ số nào từ hộp bên trái cũng được. Người thu võ giả tiếp theo vào, rút một số từ hộp bên phải. Nếu hai người các cậu rút cùng số, sẽ phải lên đài võ đạo chiến đấu. Người thua rời đi, người thắng được thăng cấp. Lão giả rất sốt ruột, tu võ giả quá đông, tôi không rảnh lãng phí thời gian với cậu đâu. Rút đi. Diệp Bắc Minh tiến lên, lấy ra một con số từ hộp bên trái. Cúi đầu nhìn, số 44. 44, thật không may mắn, Nghe Hoàng nhíu mày. Diệp Bắc Minh vô tư cười nói, không có vấn đề gì lớn. Giây tiếp theo. Một người đàn ông áo tím bước vào, rút một số từ hộp bên phải, giơ tay nhìn, số 44. Đôi mắt anh ta khẽ ngưng lại, rơi trên người Diệp Bắc Minh, nhóc con, đối thủ của tôi hình như là anh nhỉ. Nghe Hoàng liếc nhìn thẻ thân phận của người đàn ông áo tím. Nghiêm Cương. Sức chiến đấu, 6 vạn rưỡi. Sức chiến đấu 6 vạn rưỡi. Con người của Nghê Hoàng co rút mạnh, thế này không công bằng. Các tu võ giả rút thăm xung quanh cũng đều sửng sốt. Trời ơi, sức chiến đấu 1 vạn đấu với sức chiến đấu 6 vạn. Vô lý đến vậy sao? Hoàn toàn là nghiền ép mà. Thế này chẳng phải chết chắc sao? Nhiều người nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt thương hại. Sắc mặt Diệp Bắc Minh cũng hơi trầm xuống. Thật sự trùng hợp đến vậy sao? Anh vừa rút được số 44, ngay sau đó lại có người vào rút được số 44. Lại còn là thần quân cảnh hậu kỳ sức chiến đấu 6 vạn. Lão giả cười nói, cô gái, vận may cũng là một loại thực lực. Tu võ giả tham gia đài võ đạo, sức chiến đấu cơ bản từ 1 vạn đến 10 vạn. Sức chiến đấu 10 vạn cực kỳ hiếm, nhưng cũng không phải không có. Cô gặp phải. Đương nhiên phải chấp nhận xui xẻo thôi. Nghiêm Cương bày ra vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Diệp Bắc Minh, khóe miệng tràn ngập vẻ trào phúng nhàn nhạt, nhóc con, hay là anh quỳ xuống dập đầu với tôi đi. Tôi sẽ đồng ý không cần lên đài võ đạo nữa. Anh suy nghĩ cho kỹ đi, lên đài võ đạo, sẽ chết rất khó coi đấy. Diệp Bắc Minh trực tiếp bước ra, lên đài võ đạo gần nhất không có người, lên đài, chịu chết đi. Mẹ kiếp! Các tu võ giả đang xem đều sửng sốt. Vô số ánh mắt nhìn sang. Sức chiến đấu 1 vạn mà dám nói chuyện với sức chiến đấu 6 vạn như vậy ư? Tên nhóc này là ai vậy? Điên rồi à? Ai ra, trước khi chết cuối cùng cũng phải cứng rắn một lần. Tên nhóc này chắc chắn phải chết rồi. Nhiều người lắc đầu than thở. Muốn chết à? Khóe mắt Nghiêm Cương co giật, bước lên đài võ đạo. Áp lực từ cảnh giới thần quân hậu kỳ bùng nổ, Nghiêm Cương cực kỳ kiêu ngạo lao về phía Diệp Bắc Minh. Tên nhóc kia, mày sẽ hối hận vì hành động của mình. Quỳ xuống cho tao. Anh ta hạ xuống trước mặt Diệp Bắc Minh, một quyền điên cuồng đập xuống. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Nghiêm Cương sẽ đấm cho Diệp Bắc Minh quỳ xuống, kinh mạch nổ tung mà chết. Diệp Bắc Minh giơ cánh tay lên, khóa lấy cổ tay Nghiêm Cương. Xoẹt. Một cánh tay lập tức bị xé toạc. Đệt. Dưới đài võ đạo là một trận náo động. Đồng tử của Nghiêm Cương co rút điên cuồng, kinh hãi tuyệt vọng nhìn Diệp Bắc Minh, mày. Sao có thể, không phải mày chỉ có sức chiến đấu hơn 1 vạn sao? Quỳ xuống. Diệp Bắc Minh vỗ một chưởng. Nghiêm Cương như bị sét đánh, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Đài võ đạo dưới đầu gối nổ tung. Tôi và anh không thù không oán. Anh vừa đến đã kiếm chuyện giết tôi. Là Bàng Binh, hay là nhà họ Trần? Diệp Bắc Minh nheo mắt, hay là, người khác? Nghiêm Cương sợ ngây người, căn bản không ngờ Diệp Bắc Minh lại tàn nhẫn như vậy, tôi. Tôi không biết, có người bảo tôi đến rút thăm. Nói rút được thăm thì làm cậu thành tàn phế,
chừa cậu một hơi thở là được. Những chuyện khác tôi thật sự không biết. Ồ! Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhả ra một chữ. Năm ngón tay trở lại khóa chặt. Đừng! Gào! Một con rồng máu nghiền ép tới, nghiêm cương hóa thành một mảng xương máu ngay tại chỗ. Chấm! Đào Thiên Giai, một lão giả mặt đầy ngưng trọng xông vào, công tử. Sở Nguyên Bá thản nhiên nói, con kiến đó không chịu khuất phục, chết rồi à? Thật là vô vị, sao chơi không đàng hoàng vậy chứ? Không có. Lão giả lắc đầu, nghiêm cương có sức chiến đấu 6.5 vạn đã chết. Bị Diệp Bắc Minh dùng một chiêu giết chết. Ông nói cái gì? Sở Nguyên Bá đột nhiên quay đầu lại, trong đôi mắt kiêu ngạo hiện lên một tia kinh ngạc. Vương Quỳnh ở bên cạnh cầm chén rượu khẽ run tay, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ không thể tin được. Nghiêm cương chết rồi ư? Sở Nguyên Bá còn tưởng mình nghe nhầm, không nhịn được hỏi lại lần nữa. Lão giả gật đầu khẳng định, đúng vậy, không có gì trì hoãn, bị Diệp Bắc Minh giết chết ngay tức khắc. Sắc mặt Sở Nguyên Bá hơi thay đổi, tên nhóc này lại có thể giết chết Nghiêm cương ư? Càng ngày càng thú vị. Sức chiến đấu của hắn ít nhất phải trên 8 vạn, mới có thể giết chết Nghiêm cương ngay lập tức như thế. Tên nhóc này có lai lịch thế nào? Ánh mắt anh ta chuyển động, rơi trên người Vương Quỳnh. Cái này. Trong lòng Vương Quỳnh chấn động, cô ta đương nhiên biết Diệp Bắc Minh đến từ đại lục hỗn độn. Một trong 10 mấy đại lục bị nghi ngờ có vật ngoại vực rơi xuống năm đó. Đại lục hỗn độn cũng từng gặp phải cảnh tàn sát. Hắn ở trên tinh truyền của cảng tinh vực man hoang, cụ thể là từ đại lục nào đến tôi cũng không biết. Vương Quỳnh như ma xui quỷ khiến không nói ra lai lịch của Diệp Bắc Minh. Ồ! Sở Nguyên Bá cau mày, hơi thú vị, tinh vực man hoang có tài nguyên khan hiếm đó. Nơi pháp tắc không hoàn thiện, lại có thể xuất hiện một con kiến hơi mạnh một chút như vậy. Để Cừu Lãng lên đi. Lão giả giật mình, công tử. Sức chiến đấu của Cừu Lãng khoảng 10.5 vạn, điều này không phù hợp quy củ đâu. Trên mặt Sở Nguyên Bá đầy trào phúng, sẽ lập tức phù hợp. Chấm. Ực. Xung quanh võ đài mà Diệp Bắc Minh đang đứng, vô số ánh mắt nhìn sang, đều nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt họ chỉ có sự kinh ngạc vô tận. Sức chiến đấu 1 vạn dùng một chiêu giết chết sức chiến đấu 6.5 vạn. Tên nhóc này quả nhiên đang giấu thực lực thật sự. Nghiêm cương đã liên tiếp thắng 9 trận, nếu trận thứ 10 cũng thắng, hắn sẽ có tư cách tiến vào cửa thứ 2, đáng tiếc vẫn bị diệt vong. Sức chiến đấu của Diệp Bắc Minh này bao nhiêu nhỉ? Đại khái 8 vạn trở lên đó, nhiều hơn cũng không thể nào. Sau khi sự kinh hãi tạm lắng xuống, mọi người khôi phục vẻ bình tĩnh. Lão giả phụ trách bốc thăm ngây người một lúc lâu, mới sâu sắc nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Diệp Bắc Minh, cậu thắng Nghiêm cương. Cho nên sức chiến đấu của cậu tuyệt đối cao hơn Nghiêm cương. Bây giờ cậu có 2 lựa chọn. Thứ nhất, có thể khiêu chiến tu võ giả có sức chiến đấu cao hơn. Thứ hai, bước xuống võ đài, tiếp tục bốc thăm. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn. Trên bảng tên của mình, sức chiến đấu đã biến thành 6.5 vạn. Xem ra chỉ cần chiến thắng đối thủ có sức chiến đấu cao hơn mình, sức chiến đấu sẽ tự động cập nhật. Anh vẫn còn chưa trả lời. Một giọng nói ngạo mạn vang lên, cậu không cần chọn nữa. Bù. Các tu võ giả xung quanh võ đài quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn từ truyền tống trận bước ra. Là Cừu Lãng. Sao anh ta lại đến đây? Người này có sức chiến đấu cao tới mức kinh khủng, 10.5 vạn. 10 trận toàn thắng, đã qua vòng đấu kế tiếp rồi. Đồng tử của mọi người co rút lại. Giây tiếp theo. Cừu Lãng chỉ vào Diệp Bắc Minh trên võ đài, tên nhóc kia, tôi muốn khiêu chiến cậu. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt, biểu cảm trên mặt vô cùng quái dị. Lão giả phụ trách bốc thăm nhíu mày, Cừu Lãng, cậu đã qua vòng sau, 10 trận toàn thắng. Theo quy củ của cuộc chiến thiên giai, cậu đã không thể thi đấu nữa. Hơn nữa, sức chiến đấu của cậu vượt qua Diệp Bắc Minh, theo quy củ là không thể khiêu chiến hắn. Cừu Lãng nở nụ cười, Tống trưởng lão, ngài nói gì vậy? Sức chiến đấu của tôi rõ ràng mới hơn 1 vạn, khiêu chiến một người có sức chiến đấu 6 vạn thì có vấn đề gì? Nói xong, Cừu Lãng giơ bảng tên của mình lên.
Mọi người đều nhìn sang. Nhìn một cái. Đệt, sức chiến đấu gì đây? Mọi người đều ngây người. Sức chiến đấu hơn 10 vạn của Cửu Lãng, lại biến thành hơn 1 vạn. Chuyện này là sao? Lão giả phụ trách bốc thăm sửng sốt một chút, chợt hiểu ra, cậu. Cậu từ bỏ tư cách qua vòng sau. Sau đó báo danh lại một lần nữa. Lời này vừa thốt ra. Tất cả tu võ giả xung quanh đều phản ứng lại, Cửu Lãng toàn thắng 10 trận đã sang vòng sau, sức chiến đấu hơn 10 vạn. Chỉ cần anh ta bỏ cuộc, tất cả dữ liệu và sức chiến đấu sẽ bị xóa sạch. Lúc này, Cửu Lãng quay lại quảng trường báo danh để báo danh lại lần nữa, khống chế sức chiến đấu ở hơn 1 vạn. Hóa ra là vậy. Tên này tàn nhẫn thật, lại từ bỏ tư cách qua vòng sau. Cửu Lãng muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì khiêu chiến bản thân? Các tu võ giả xung quanh thấp giọng nghị luận. Diệp Bắc Minh nheo mắt, là ai sai anh đến? Vì giết tôi mà bỏ ra nhiều vốn gốc như vậy. Cửu Lãng cười hắc hắc, nhẹ nhàng bước ra, cả người xuất hiện trên võ đài. Xúc địa thành thốn. Lấy tiền của người ta, thay người ta diệt trừ tai họa. Một người chết cần biết nhiều như vậy sao? Kiếp sau nhớ đừng quá phô trương. Tôi cũng cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống đất, tự sát, tôi để lại cho cậu một thi thể nguyên vẹn. Cửu Lãng hoạt động tay chân và cổ, xương phát ra tiếng cót két. Thứ hai, để tôi đánh chết cậu. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, thật ra, còn có cách đơn giản hơn. Ồ, nói thử xem. Cửu Lãng hứng thú hỏi. Trên mặt Diệp Bắc Minh nở nụ cười, đạp chết anh. Muốn chết à? Trong mắt Cửu Lãng bộc phát ra sát ý lạnh lẽo vô tận. Thân ảnh lóe lên, sau lưng bộc phát ra một đạo hư ảnh thương long. Thương long biến. Gào. Một tiếng rồng ngâm vang lên, Cửu Lãng như mưa gào gió thét đánh tới. Sau lưng hiện ra một đạo hư ảnh thương long. Hợp nhất với thân thể Cửu Lãng. Cả đài võ đạo đều bị phong tỏa, khóe miệng Cửu Lãng nhếch lên một tia u ám. Nhóc con, tôi đột nhiên muốn nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng cầu xin của cậu. Thương long vặn vẹo thân thể. Như thác lũ vô tận nghiền ép tới. Rồng của anh, quá nhỏ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi à cho anh xem cái gì mới gọi là rồng chân chính. Đối mặt với Cửu Lãng đang đánh tới, anh đấm ra một quyền. Gào. Một tiếng rồng ngâm càng thêm kinh khủng vang lên, một cái đầu huyết long vạn trượng xông lên trời, bao phủ toàn bộ không gian phía trên đài võ đạo. Đài võ đạo to lớn lại không chứa nổi con huyết long này. Đây là... Đồng tử Cửu Lãng co rút lại. Huyết long mang theo lực lượng hủy diệt nghiền ép xuống, thương long kêu thảm một tiếng rồi tan biến tại chỗ. Cửu Lãng như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, bị đè nằm sấp trên võ đài. Bù! Diệp Bắc Minh bước ra, dày hồi lực đạp lên đầu Cửu Lãng, không phải anh muốn cho tôi tuyệt vọng sao? Cậu, sao có thể? Đồng tử của Cửu Lãng liên tục co rút, giọng nói run rẩy. Cậu rốt cuộc là ai? Thương long biến của tôi ngay cả nhập đạo cảnh cũng không thể dễ dàng phá giải như vậy. Chứ đừng nói nghiền ép tôi như thế, chẳng lẽ cậu là nhập đạo cảnh? Giọng nói của Diệp Bắc Minh vô cùng lạnh lẽo, một người chết, cần biết nhiều như vậy sao? Xem ra anh cũng không chịu nói ra là ai sai anh đến, lên đường đi. Sát ý bộc phát. Cửu Lãng sợ đến mức hoàn toàn bị dọa sững người, điên cuồng cầu xin, đừng. Đừng giết tôi, người đó là... Anh ta không dám nói ra tên người đó trước mặt mọi người. Chỉ có thể truyền âm. Sở Nguyên Bá, người của Sở Công Tử sai tôi đến giết cậu, bọn họ nói tốt nhất là để cậu trải nghiệm sự tuyệt vọng, sau đó mới hành hạ cậu đến chết. Chỉ cần tôi làm theo, sẽ cho tôi lên đảo thiên giai tu võ. Là cậu đắc tội Sở Công Tử, tôi và cậu không thù không oán. Quả nhiên là hắn. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Cậu đã biết rồi, thả tôi đi. Giọng nói của Cửu Lãng run rẩy. Ha ha. Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Cửu Lãng kinh hãi vô cùng, tôi đã nói rồi, cậu còn. Dày hồi lực hung hăng dẫm xuống. Bụp. Đầu Cửu Lãng như quả dưa hấu nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ cả võ đài, khiến người ta nhìn mà phát hoảng. Giây phút này, xung quanh võ đài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người như ngừng thở, nhìn chằm chằm lên võ đài. Mẹ ơi,
Tên nhóc này rốt cuộc có thực lực gì thế? Còn tên nhóc, đây là đại nhân, Diệp Bắc Minh đại nhân. Đúng đúng đúng, Diệp Bắc Minh đại nhân. Cửu Lãng chết dứt khoát gọn gàng như vậy, đây chính là Cửu Lãng có sức chiến đấu hơn 10 vạn đó. Trời ơi! Sức chiến đấu của Diệp Bắc Minh đại nhân ước tính thấp nhất cũng trên 12 vạn, sức chiến đấu 12 vạn đã là thực lực nhập đạo cảnh. Chẳng lẽ hắn là nhập đạo cảnh sơ kỳ? Diệp Bắc Minh như một vị đế vương bế nghĩa thiên hạ, phớt lờ lời nghị luận của mọi người, tôi biết anh đang nhìn, muốn giết tôi thì cứ việc đến. Sở Nguyên Bá, tôi nói anh đấy. Trông thì đường hoàng, thực tế lại hẹp hòi. Chuyện hôm nay Diệp Bắc Minh tôi nhớ kỹ, nếu còn có lần sau, tôi sẽ khiến anh như võ đài này. Một tiếng gầm thét vang lên. Một quyền hung hăng đập xuống võ đài dưới chân. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển. Võ đài dưới chân Diệp Bắc Minh ầm ầm nổ tung. Chấm. Đảo thiên giai. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Sở Nguyên Bá chắp tay sau lưng, đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một màn hình thủy tinh khổng lồ. Trên màn hình. Chính là hình ảnh Diệp Bắc Minh vung một quyền đánh nổ tung võ đài, thật là thú vị. Vương Quỳnh, em nói xem có thú vị không? Sở Nguyên Bá tôi lại bị một tên dã nhân từ tinh vực man hoang uy hiếp. Đúng là chuyện cười, ha 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 ha. Trước mặt hàng trăm vạn người uy hiếp tôi, ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Vương Quỳnh ngây ra như phỗng. Cô ta quả thực không thể tin được, Cửu Lãng lại chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Chẳng lẽ sức chiến đấu của hắn có hơn 10 vạn? Sao có thể chứ, Cửu Lãng là thần quân cảnh đỉnh phong. Cách nhập đạo cảnh chỉ còn một bước. Hắn giết chết Cửu Lãng dễ dàng như vậy, chẳng lẽ thật sự là nhập đạo cảnh? Nghĩ tới đây. Trong mắt Vương Quỳnh lóe lên một tia sáng, đến từ đại lục hỗn độn. Nhập đạo cảnh, không đơn giản. Chấm. Diệp Bắc Minh bước xuống võ đài đã nổ tung, Nghê Hoàng kích động chạy tới bên cạnh anh, Diệp đại ca, anh. Tôi, anh thật sự khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Diệp đại ca, rốt cuộc anh là cảnh giới gì? Cô ta lấy ra một chiếc khăn tay, lau sạch vết máu trên nắm tay của Diệp Bắc Minh. Cẩn thận tỉ mỉ. Như thật sự coi mình là một người hầu. Diệp Bắc Minh cười mà không nói. Trên tinh thuyền, anh đã luyện hóa toàn bộ 10 viên kim tủy đan thượng cổ. Dược hiệu dung hợp. Thân thể đã đạt tới một cường độ cực kỳ kinh khủng. Cộng thêm sức mạnh của hơn 100 khối cốt chí tôn, dưới nhập đạo cảnh ai có thể chặn nổi một quyền toàn lực của anh chứ? Lão giả phụ trách bốc thăm bước tới, cúi người hành lễ về phía Diệp Bắc Minh, Diệp công tử còn muốn tiếp tục khiêu chiến không? Nếu lão phu nhớ không nhầm, thực lực của cậu đã có thể xếp vào top 100 ở 78 đảo của chúng tôi. Nếu không có ai dám chấp nhận khiêu chiến của cậu, cũng không ai khiêu chiến cậu, cậu có thể trực tiếp thăng cấp. Sức chiến đấu trên 10 vạn. Thực lực nhập đạo cảnh. Ai còn dám lên võ đài đấu với Diệp Bắc Minh chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu. Lão giả phụ trách bốc thăm nhìn quanh bốn phía, có ai muốn khiêu chiến Diệp công tử không? Cả sân im phăng phắc. Hơn 100 vạn tu võ giả trong không gian đều cúi đầu, không ai lên tiếng. Lão giả phụ trách bốc thăm mỉm cười, chỉ vào một truyền tống trận khác, Diệp công tử, cậu có thể đến thành thiên giai rồi. Ở đó có người chuyên trách tiếp đón cậu, tu võ giả xuất hiện trên 108 hòn đảo đều tụ tập trong thành thiên giai. Diệp Bắc Minh không nói gì thêm. Kéo Nghê Hoàng bước lên truyền tống trận. Biến mất dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cùng lúc Diệp Bắc Minh biến mất, trên đảo Thiên Giai. Nhà họ Sở, trong phòng của Sở Y Thủy. Ánh mắt của cô ta lấp lánh, 3000 sợi tóc tùy ý rủ trên vai, hơi kinh ngạc nhìn vào tấm thủy tinh khổng lồ trước mắt, không ngờ hắn lại thăng cấp. Xem ra lo lắng của mình là dư thừa rồi. Nhưng anh đắc tội anh Nguyên Bá như vậy. Tiến vào thành thiên giai sẽ càng nguy hiểm hơn thôi. Lông mày của cô ta hơi nhíu lại. Dù sao, anh cũng từng cứu mạng tôi một lần. Thôi vậy, tôi giúp anh một lần đi. Nói xong. Cô ta lấy ra một cái ngọc bội màu hồng, trực tiếp truyền âm, Ly Nhi, đang ở thành thiên giai phải không? Giúp tôi một chuyện. Chấm. Sau một trận dao động không gian, Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng xuất hiện bên ngoài một tòa thành cổ. Trên đỉnh đầu là 72 khối đại lục trôi nổi. Dưới chân,
cũng là 108 khối đại lục trôi nổi. 108 đạo năng lượng màu vàng hoàn toàn thực chất hóa, từ 108 hòn đảo phía dưới tuôn ra nhập vào thành thiên giai. Thành thiên giai. Kẹp giữa hai loại đảo, các loại kiến trúc như thiên cung nhìn không thấy đầu. Chỉ riêng cổng thành đã cao tới vạn mét. Thành thiên giai, đây chính là thành thiên giai sao? Nghê Hoàng kích động thở gấp, mắt đỏ bừng, theo ghi chép trong sử liệu của mị tộc, thiên tài đỉnh cao nhất của mị tộc từng tiến vào thành thiên giai. Chỉ là, sau đó thua trong cuộc chiến, không có cơ hội lên đảo thiên giai. Không ngờ Nghê Hoàng tôi có ngày cũng có cơ hội đến thành thiên giai xem. Tuy rằng là do Diệp Bắc Minh dẫn cô ta đến, nhưng cũng đủ kích động rồi. Đúng là nơi tốt, âm thanh của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con, cậu có nhìn thấy 108 cột sáng màu vàng kia không? Những thứ này đều là lực bản nguyên. Nếu bản tháp hấp thu những lực bản nguyên này, hoàn toàn có thể khôi phục 1/10 lực lượng. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đệt, 1/10, vậy chẳng phải là nghịch thiên rồi sao? Đến lúc đó ông căn bản không cần sợ bại lộ, ông khôi phục 1/10 lực lượng, trong cả thế giới bản nguyên còn ai là đối thủ của ông nữa? Diệp Bắc Minh thở gấp, trực tiếp chửi thề, hấp thu luôn đi, còn chờ cái quái gì nữa? Tham gia cái quái gì mà cuộc chiến thiên giai chứ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghiêm túc nói, nhóc con, cậu xác định chứ? 108 hòn đảo phía dưới này, cộng với 72 hòn đảo trên đầu cậu, chính là trung tâm của trung tâm thế giới bản nguyên. Một khi bản tháp hấp thu hết lực lượng của chúng, cả thế giới bản nguyên sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Người ở vị diện dưới thế giới bản nguyên, sẽ chết hết. Bao gồm cả đại lục hỗn độn. Cũng bao gồm cả thần giới, thánh vực, thậm chí là địa cầu dưới đại lục hỗn độn. Diệp Bắc Minh ngây người, khoan đã, vậy thì thôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười, tôi biết tên nhóc cậu sẽ không đồng ý mà. Đáng tiếc, có một loại mỡ béo ngay trước mắt, lại không ăn được, thật đau khổ. Nhóc con, có người đến rồi. Vừa dứt lời. Cổng thành của thành thiên giai mở ra, một người phụ nữ có thân hình yểu điệu, mắt đẹp thâm thúy bước ra. Cô ta bình tĩnh nhìn Diệp Bắc Minh, trong mắt mang theo một tia tò mò, anh chính là Diệp Bắc Minh. Đắc tội Sở Nguyên Bá. Anh thật sự đã giết chết Cửu Lãng, thực lực của hắn không yếu, anh là cảnh giới gì? Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, cô gái, câu hỏi của cô có phải hơi nhiều quá không? Ha ha! Người phụ nữ cười một tiếng, khiến người ta say mê vì sắc đẹp, vậy tôi không hỏi nữa. Tôi tên Hướng Lily, chuyên trách tiếp đón người có sức chiến đấu trên 10 vạn. Theo tôi đi thôi. Cô ta xoay người, vặn vẹo thân hình uyển chuyển thướt tha đi về phía thành thiên giai. Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng theo sát phía sau. Trong nháy mắt tiến vào thành thiên giai, vừa vặn một nhóm người từ bên trong đi ra. Trong khoảnh khắc, mấy đôi mắt tiếp xúc với nhau. Là mày. À, là anh. Là mày. Mấy âm thanh gần như cùng lúc vang lên. Người trước mắt, chính là Hà Tinh Hà suýt giết chết cha mẹ anh ở giới U Minh. Chỉ là, vì sao Lục Linh Nhi lại ở cùng Hà Tinh Hà? Hướng Lily hơi ngạc nhiên, các người quen nhau à? Đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Không chỉ quen, tôi còn muốn hắn chết. Anh phớt lờ tất cả, khí tức mạnh nhất ầm ầm bộc phát, cực kỳ cường thế lao về phía Hà Tinh Hà. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Hướng Lily còn chưa kịp phản ứng. Hà Tinh Hà cảm nhận được sát khí của Diệp Bắc Minh, thật là đáng sợ. Trong nháy mắt, Hà Tinh Hà ra tay. Ầm. Hai người va chạm vào nhau, một cỗ lực lượng cực kỳ khủng khiếp bùng nổ, như hàng tỷ tấn bom hạt nhân phát nổ. Ầm ầm. Tiếng gì vậy? Trời ơi, có người dám ra tay ở thành thiên giai. Là ai? Gan to vậy, người cuối cùng ra tay ở thành thiên giai là mấy chục vạn năm trước, cả tộc người đó đều bị diệt. Vô số người trong thành thiên giai kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía cổng thành. Giây tiếp theo. Tất cả đều đứng dậy. Vù. Sóng khí quét ra, hai người gần như đồng thời bị đánh bay. Diệp Bắc Minh lùi lại mười mấy bước ra khỏi thành thiên giai. Còn Hà Tinh Hà thì, thảm hại. Cực kỳ thảm hại bay ngược ra, lăn lộn mấy chục vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Bàn tay tiếp xúc với nắm đấm của Diệp Bắc Minh, nổ tung. Xương trắng lộ ra, máu tươi chảy ròng ròng. Hà Tinh Hà quỳ một gối xuống đất, mắt đỏ bừng, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, mày. Sao thực lực lại tăng nhiều như vậy? Bớt nói nhảm, chết đi. Đồng tử của Diệp Bắc Minh cực kỳ lạnh lẽo. Bước ra một bước. Sắc mặt Hướng Lily đột nhiên biến đổi, bước ra chắn trước mặt Diệp Bắc Minh, Diệp công tử, chờ đã. Cô ta ngăn cản Diệp Bắc Minh trước khi xông vào thành Thiên Giai, đây là thành Thiên Giai, anh ra tay ở thành Thiên Giai sẽ chết đó. Tôi có thể đảm bảo trước khi anh giết Hà Tinh Hà, bản thân sẽ mất mạng trước. Nói xong. Hướng Lily chỉ vào hai lão giả mặt lạnh như băng. Hai người đứng ở vị trí đầu tiên trong đám người đến xem náo nhiệt. Duy trì tư thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nếu không phải Hướng Lily ngăn cản, ngay khi Diệp Bắc Minh bước vào thành Thiên Giai thì họ sẽ dùng thế nổi trận lôi đình xóa sổ anh. Phía sau hai lão giả, là hàng trăm vạn tu võ giả đứng chen chúc. Đều là những người đã vượt qua vòng đấu võ đài thứ nhất. Là hắn. Sao hắn lại đến đây? Trong đám đông, hai gương mặt quen thuộc hơi kinh ngạc. Chính là thánh tử tân tộc Vũ Văn Phong và thánh tử vũ tộc Vũ Sung Tiêu của đại lục hỗn độn. Cậu quen hắn à? Trong đám đông, một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này. Thân thể Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu run lên. Người này vừa lên tiếng, tiếng thở xung quanh đều ngừng lại. Viên lục, nhập đạo cảnh. Điều đáng sợ hơn là, hắn ta xếp hạng 863 trên bảng thiên giai. Hạng 863, nghe có vẻ rất thấp. Nhưng thực tế lại cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng, thứ hạng trên bảng thiên giai bao gồm tất cả những người trẻ tuổi dưới 3.000 tuổi trong các thế lực trên 72 đảo ở thiên giai. Nói cách khác, viên lục vẫn chưa có tư cách lên đảo thiên giai. Đã có thể xếp hạng cùng với thiên tài trên đảo thiên giai rồi. Nói cách khác, tất cả những người trẻ tuổi dưới 3.000 tuổi trong toàn bộ thế giới bản nguyên cộng lại, viên lục xếp hạng 863. Tuyệt đối kinh khủng. Vũ Văn Phong cẩn thận trả lời, thưa viên công tử. Hắn tên Diệp Bắc Minh, đến từ đại lục hỗn độn như chúng tôi. Viên lục không che giấu nụ cười khinh miệt, đại lục hỗn độn. Hóa ra là hạng người từ nơi chim không thèm ị, nghe nói đại lục hỗn độn chưa từng có ai lên được đảo thiên giai phải không? Mất mặt quá, khó trách dám ra tay ở thành thiên giai. Chỉ là một tên ngốc thôi. Mấy người bên cạnh viên lục lắc đầu nói, không ngừng cười khẩy. Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu cắn môi, hai gò má nóng ran, như bị người ta tát một cái mà không dám phản bác. Người đâu, mang hai người bọn chúng đi. Một lão giả trong đó quát khẽ, mấy tên hộ vệ mặc giáp nặng tiến lên. Hà Tinh Hà hoảng hốt, tiền bối, tôi không chủ động ra tay. Lão giả kia cười lạnh, chủ động ra tay và bị động ra tay đều là ra tay, đã ra tay rồi, thì phải chịu trừng phạt. Cái gì? Hà Tinh Hà sợ đến mức run cầm cập. Đây là cái lý lẽ quái quỷ gì vậy? Anh ta mới vừa đạt được khí hỗn độn, mới luyện hóa chưa đến 1/10. Anh không muốn chết. Đột nhiên. Hướng Ly Ly nhanh chóng lên tiếng, ra cát tiền bối, chờ đã. Hai người bọn họ không phải ra tay trong thành thiên giai, mà là ra tay ở bên trong lầu cổng thành. Xin hãy nhìn xem, qua đường kẻ này mới là thành thiên giai. Hướng Ly Ly chỉ vào đường ranh giới dưới chân. Gia Cát Vô Tiễn cau mày, liếc nhìn thoáng qua với lão giả bên cạnh. Người sáng mắt liếc một cái là thấy, Hướng Ly Ly đang nói giúp cho Diệp Bắc Minh. Xét đến thân phận của Hướng Ly Ly. Hai người sâu sắc nhìn Diệp Bắc Minh và Hà Tinh Hà một cái, còn có lần sau, giết không tha. Sau đó họ dẫn người xoay người rời đi. Đám đông sôi sục. Đây là lần đầu tiên có người ra tay ở thành thiên giai, mà không bị trừng phạt. Hà Tinh Hà sợ đến mức gần như ngất xỉu, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển. Đôi mắt cực kỳ hung ác trừng Diệp Bắc Minh, thực lực của tên phế vật mày lại tăng nhiều như vậy. Biết thế lúc ở giới U Minh tao nên giết mày luôn cho rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, mày đang mơ à? Hôm đó chẳng phải mày bị đánh chạy trối chết sao? Mày! Hà Tinh Hà cảm nhận được những lời chỉ trỏ xung quanh, buông một câu, tao sẽ khiến mày chết không toàn thây, chuyện này chưa xong đâu. Linh Nhi, chúng ta đi.
anh ta kéo tay bị thương nhanh chóng rời đi. Lục Linh Nhi nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, muốn nói lại thôi, đi theo anh ta rời khỏi. Hướng Ly Ly nhắc nhở một câu, đi thôi, tôi dẫn anh đến chỗ ở, nhớ kỹ sau khi vào thành thiên giai tuyệt đối không được ra tay nữa. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, cũng không biết có thật sự nghe hiểu không. Đang định rời đi. Đột nhiên. Khoan đã, cậu tên Diệp Bắc Minh phải không? Tôi thấy cậu cũng khá gan dạ đấy. Qua đây quỳ trước mặt bản công tử nhận chủ đi. Bù. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức rơi trên người Viên Lục. Lời nói của Viên Lục không những không khiến họ cảm thấy chút làm nhục nào, ngược lại cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Ngay cả thánh tử tân tộc Vũ Văn Phong cũng hơi động lòng. Nhận chủ. Nghe có vẻ rất sỉ nhục người ta, nhưng đây là Viên Lục Didos. Hạng 863 trên bảng thiên giai. Lớp người đỉnh cao nhất trong tương lai của thế giới bản nguyên, trở thành nô bộc của hắn ta cũng không mất mặt. Nhóc con, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhắc cậu một câu, Viên công tử là hạng 863 trên bảng thiên giai đấy. Có người tốt bụng nhắc nhở. Mọi người đều nhìn Diệp Bắc Minh. Kể cả Hướng Ly Ly cũng dừng bước, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mắt. Nếu không có gì bất ngờ, hắn hẳn sẽ quỳ xuống nhận chủ nhỉ. Dù sao, chuyện này cũng không hiếm thấy. Rất nhiều thiên tài trước khi lên đảo thiên giai, sẽ thu nạp một đám thế lực của mình. Anh tính là thứ gì? Tôi thấy chỉ bằng anh quỳ trước mặt tôi, làm một con chó của tôi thì sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đệt! Hơn trăm vạn tu võ giả ở cổng thành thiên giai kinh hãi quay đầu, ánh mắt từ trên người Viên Lục lập tức tập trung cả về phía Diệp Bắc Minh. Thật sự là trăm vạn người chú ý. Kinh hãi. Khiếp sợ. Hoảng sợ. Run rẩy. Hít, hít, hít. Vũ Văn Phong liên tục hít vào ba hơi lạnh. Vũ Sung Tiêu trợn to mắt, miệng hơi há ra. Ngay cả Hướng Ly Ly cũng giật mình, ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh hơi thay đổi. Khó trách Hy Thủy bảo mình chăm sóc hắn một chút, chẳng lẽ hắn có gì đặc biệt. Nụ cười của Viên Lục đông cứng. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bù. Một cỗ sát khí ngập trời bùng ra, gần 10 vạn tu võ giả xung quanh căn bản không ngăn nổi cỗ sát khí này. Bịch. Họ quỳ xuống đất như cắt lúa, thân thể run rẩy. Nhóc con, mày biết mình đang nói gì không? Khóe mắt Viên Lục co giật, nếu đây không phải là thành thiên giai, Diệp Bắc Minh đã hóa thành hư vô rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tai anh điếc rồi hả? Hạng 863 bảng thiên giai mà tai còn không nghe rõ à? Trời ơi! Lại còn chọc tức nữa sao? Có người há miệng. Bù! Đôi mắt của Viên Lục quét qua. Viên công tử, xin lỗi, tôi. Người này sợ run lên, bịch một tiếng tim nổ tung. Lại bị dọa chết tươi. Lại nhìn Diệp Bắc Minh, đệt. Anh lại phớt lờ ánh mắt của Viên Lục, phớt lờ ánh mắt của hơn trăm vạn người. Trực tiếp đi về phía sâu trong thành thiên giai. Hướng Ly Ly cũng ngây người. Giây tiếp theo, cô ta phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo. Chỉ còn lại Viên Lục không ngừng cười lạnh, ha ha, ha ha ha. Diệp Bắc Minh, anh thật sự không sợ chết sao? Hay là anh đến thành thiên giai chính là để chịu chết? Hướng Ly Ly đuổi theo, không nhịn được hỏi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, tại sao lại nói vậy? Hướng Ly Ly nghiêm túc nhìn anh nói xem, thứ nhất, tôi không tin anh không biết quy củ không được ra tay ở thành thiên giai. Tôi thật sự không biết. Được. Hướng Ly Ly gật đầu, tôi coi như anh không biết, vậy thứ hai, bảng thiên giai anh cũng biết chứ. Viên Lục xếp hạng 863, anh làm như vậy là công khai sỉ nhục hắn. Tôi cũng không biết. Hướng Ly Ly. Trực tiếp bị Diệp Bắc Minh làm cho không nói nên lời. Được, vậy bây giờ anh đã biết rồi chứ? Tôi nói cho anh biết, bảng thiên giai không chỉ là bảng xếp hạng của đảo thiên giai, mà còn là bảng xếp hạng của cả thế giới hỗn độn. Hướng Ly Ly nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Bất kể trước đây anh từng nghe qua bao nhiêu bảng xếp hạng, hoặc là từng lên bao nhiêu bảng xếp hạng, đều không thể so sánh với đảo thiên giai. Bảng thiên giai, đại diện cho bảng xếp hạng những người trẻ tuổi dưới 3.000 tuổi của cả thế giới bản nguyên. Viên Lục xếp hạng 863, cũng có nghĩa là, bao gồm cả 72 đảo ở thiên giai, chỉ có 862 người mạnh hơn hắn.
anh công khai sỉ nhục hắn, tiếp theo anh sẽ gặp phải chuyện gì anh biết chứ? Nói một hơi xong, Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng thốt ra một câu, ồ. Ồ, anh phản ứng kiểu gì vậy? Hướng Lily hơi tức giận. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ, cô Hướng, cô còn muốn tôi phản ứng thế nào nữa? Nếu Viên Lục này, bảo cô quỳ xuống nhận chủ, cô sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ cô sẽ quỳ xuống nhận hắn làm chủ? Hướng Lily suy nghĩ một chút rồi trả lời, nếu tôi thật sự làm vậy, tôi thu võ còn có ý nghĩa gì? Tôi nhất định sẽ không quỳ. Diệp Bắc Minh nói, vậy chẳng phải được rồi sao? Cho nên, những chuyện xảy ra sau đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Nhưng mà, Hướng Lily sửng sốt, tuy lời anh nói không sai, nhưng dù sao cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Dù sao, đó là Viên Lục mà. Diệp Bắc Minh mỉm cười, Viên Lục thì sao? Thật sự dám chọc tôi thì giết không tha. Hướng Lily giật mình. Giây phút này trên người Diệp Bắc Minh bộc phát một sự tự tin cao ngất trời. Cô ta cũng không biết sự tự tin này đến từ đâu. Sau khi đưa Diệp Bắc Minh đến chỗ ở, dặn dò vài câu rồi rời đi, Hướng Lily nóng lòng lấy ra một cái ngọc bội màu hồng truyền âm, Y Thủy, tên Diệp Bắc Minh này là người thế nào vậy? Một lát sau, từ trong ngọc bội màu hồng truyền đến giọng nói của Sở Y Thủy. Ly Nhi, sao vậy? Sao là sao, tên nhóc này hôm nay điên rồi. À, chuyện gì xảy ra vậy? Hướng Lily kể lại tỉ mỉ một lượt chuyện xảy ra ở thành Thiên Giai. Nghe xong, Sở Y Thủy cũng im lặng. Không biết qua bao lâu, Sở Y Thủy mới thốt ra một câu, tính cách của hắn chính là như vậy. Hắn còn đắc tội Sở Nguyên Bá. Cái gì? Hướng Lily giật mình, xem ra tên nhóc này thật sự thiếu một cái gân rồi. Y Thủy, sao cô quen hắn vậy? Rốt cuộc trên người hắn có ma lực gì, khiến cô chú ý hắn như vậy? Sở Y Thủy mỉm cười, cũng không có gì, là hắn cứu mạng tôi một lần. Tình huống gì vậy? Hướng Lily hơi kinh ngạc, sao không nghe cô nói? Sở Y Thủy không giấu giếm, giải thích lại chuyện xảy ra trên tinh thuyền một lượt. Đồng tử của Hướng Lily ngưng lại, Y Thủy, cô phải cẩn thận đó. Sở Nguyên Bá rõ ràng mang theo người trên tinh thuyền, mà còn biết những người đó sẽ đến giết cô. Vì sao hắn còn xuất hiện sau Diệp Bắc Minh? Chỉ có một khả năng, hắn hy vọng cô chết. Sở Y Thủy im lặng. Hướng Lily như nghĩ đến điều gì đó, bổ sung thêm một câu, Y Thủy, chẳng lẽ thể chất của cô bị hắn? Không thể nào. Sở Y Thủy kiên quyết lắc đầu, thể chất của tôi là cơ mật cao nhất của nhà họ Sở. Ngoài mấy vị kia và cô ra, không thể có người biết. Được rồi. Hướng Lily gật đầu, nhưng mà, cô nhất định phải cẩn thận. Dù sao thể chất của cô liên quan đến chuyện trọng đại. Yên tâm đi. Chấm. Hà Tinh Hà vừa về đến chỗ ở, Lôi Viêm cau mày, Đồ Nhi, con bị thương ư? Trong đại sảnh có hai người ngồi. Sư phụ Lôi Viêm. Sư phụ của Lục Linh Nhi, Thiên Cơ lão nhân. Hà Tinh Hà gật đầu, sư phụ, đệ tử gặp phải kẻ thù cũ. Ồ. Mí mắt Lôi Viêm giật giật, chuyện gì xảy ra vậy? Hà Tinh Hà giải thích một lượt chuyện xảy ra ở giới U Minh, còn có chuyện vừa rồi ở cổng thành Thiên Giai. Lôi Viêm hơi ngạc nhiên, động tĩnh vừa rồi là do các người gây ra à? Ông ta và Thiên Cơ lão nhân cũng cảm nhận được dao động khí tức ở cổng thành, dù sao cũng là tiền bối, không giống những người trẻ tuổi kia đi xem náo nhiệt. Đúng vậy. Hà Tinh Hà gật đầu, sư phụ, đệ tử chuẩn bị bế quan mấy ngày. Đợi đệ tử xuất quan. Tên Diệp Bắc Minh kia nhất định chết dưới tay đệ tử. Nói đến đây, Hà Tinh Hà liếc nhìn Thiên Cơ lão nhân, mới mở miệng nói với Lôi Viêm, sư phụ, đệ tử cần người hộ pháp cho đệ tử. Được, vì sư đích thân hộ pháp cho con. Lôi Viêm mắt hơi nheo lại, dặn dò Thiên Cơ lão nhân vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Thiên Cơ lão nhân nhíu mày, nhìn Lục Linh Nhi, Linh Nhi, tình huống thế nào? Lục Linh Nhi hít sâu một hơi, sư phụ. Người mà sư phụ dự đoán đã xuất hiện rồi. Cái gì, là hắn ư? Thiên Cơ lão nhân sửng sốt, Linh Nhi, con xác định là người này ư? Lục Linh Nhi quả quyết gật đầu, sư phụ, là hắn. Lời sư phụ nói là thật sao? Hắn thật sự là vị hôn phu tương lai của đệ tử ư? Thiên Cơ lão nhân gật đầu khẳng định, dự đoán của vi sư, chưa từng sai.
vận mệnh của các con đã được định sẵn, nhưng không phải bây giờ, vẫn chưa tới lúc. Việc cấp bách là tìm được cha của con Lục Thiên Thần, vi sư đã có tin tức rồi, hắn rất có thể. Nói tới đây, Thiên Cơ lão nhân đổi thành truyền âm. Đồng tử của Lục Linh Nhi hơi ngưng lại, sau đó gật đầu mạnh mẽ, vâng sư phụ, đệ tử biết rồi. Chấm. Hà Tinh Hà và Lôi Viêm đến một mật thất ở sâu bên trong. Cuối cùng, Lôi Viêm dừng bước, được rồi đồ đệ, có gì thì nói đi. Sư phụ nhìn ra rồi ư, Hà Tinh Hà liếc nhìn Lôi Viêm. Hừ. Lôi Viêm khẽ hừ một tiếng, ánh mắt vừa rồi kia, vi sư mà không nhìn ra thì sống uổng nhiều năm nay. Có gì nói nhanh đi, rốt cuộc con cần vi sư giúp con cái gì? Không lẽ thật sự chỉ là hộ pháp thôi sao? Hà Tinh Hà mở miệng, sư phụ, đệ tử cần người giúp đệ tử luyện hóa một thứ. Ồ, thứ gì? Khí hỗn độn. Khí hỗn độn à, cái gì? Lôi Viêm đột nhiên phản ứng lại, con nói gì? Khí hỗn độn ư, đệt. Con nói lại lần nữa đi. Lôi Viêm hoàn toàn kích động. Ông ta tiến lên giơ tay nắm lấy cổ áo Hà Tinh Hà. Hà Tinh Hà khoát tay, một cỗ khí hỗn độn hiện ra trong lòng bàn tay anh ta. Thật sự là khí hỗn độn, mẹ kiếp, đôi mắt của Lôi Viêm nhìn chằm chằm Hà Tinh Hà, khóa chặt bàn tay anh ta, thậm chí muốn ra tay trực tiếp cướp luôn. Nhìn ra ý nghĩ của Lôi Viêm. Hà Tinh Hà lạnh lùng nhắc nhở, sư phụ, đệ tử đã định khế ước với khí hỗn độn. Nếu đệ tử chết, khí hỗn độn này sẽ tan thành mây khói theo đệ tử. Đệt! Lôi Viêm mắng một tiếng, nhóc con có được vật này mà không nói với sư phụ. Hà Tinh Hà cười hì hì, sư phụ, nếu đệ tử nói với người, đệ tử còn mạng sao? Lôi Viêm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cười nói, ha ha ha, không hổ là đệ tử của Lôi Viêm này. Tên nhóc con lại có thể có được khí hỗn độn, đúng là cơ duyên trời cho. Đáng tiếc, nếu vi sư có được vật này, nhất định có thể hợp đạo thành công. Cả đạo thiên giai đều phải kiêng dè vi sư ba phần, con đó, đánh mất cơ hội làm nhị thế tổ rồi. Lôi Viêm chép miệng. Hà Tinh Hà mỉm cười, sư phụ, tục ngữ nói hay lắm, cha có mẹ có sư phụ có, không bằng tự mình có. Được rồi. Lôi Viêm trợn trừng mắt, giúp Hà Tinh Hà chỉnh lại cổ áo bị mình nắm làm nhau, đồ đệ ngoan, nói đi. Con muốn vi sư làm gì? Đệ tử muốn một nửa lực lượng của sư phụ, giúp đệ tử tiến vào nhập đạo cảnh. Hoàn toàn luyện hóa khí hỗn độn. Hà Tinh Hà nói ra mục đích của mình, trong mắt tràn ngập sự tham lam vô tận. Đệt, con quá tham lam rồi. Lôi Viêm tức giận mắng một tiếng, vi sư lãng phí một nửa lực lượng, ít nhất phải 100 năm mới có thể khôi phục. Nhưng mà, có thể giúp con tiến vào nhập đạo cảnh, cũng đáng. Đồ đệ ngoan, con tuyệt đối đừng để vi sư thất vọng đó. Chấm. Sau khi ở lại thành thiên giai, Diệp Bắc Minh trực tiếp để Nghê Hoàng hộ pháp cho mình. Bản thân thì tiến vào lĩnh vực tuyệt đối. Bắt đầu luyện chế kim tủy đan thượng cổ. Nửa ngày sau. Đệt. Diệp Bắc Minh gầm thét một tiếng, toàn thân đỏ bừng. Thân thể run rẩy dữ dội. Nghê Hoàng kinh ngạc nhìn tất cả những điều này, hóa ra lần trước Diệp công tử nói ra những lời kia là vì đang tu võ sao. Nghĩ đến hành vi không hợp chuẩn mực của mình, mặt Nghê Hoàng lập tức đỏ bừng. Suốt 5 ngày, Diệp Bắc Minh điên cuồng luyện chế kim tủy đan thượng cổ. Nuốt một viên lại một viên. Cuối cùng, luyện hết toàn bộ dược liệu trong tay, tổng cộng hơn 100 viên kim tủy đan thượng cổ đã xong. Cường độ thân thể của Diệp Bắc Minh đạt tới một cảnh giới kinh khủng, nhưng nỗi thống khổ trong khoảng thời gian này cũng cực kỳ khủng khiếp. May mà, đã kiên trì qua. 5 ngày sau, Diệp Bắc Minh mở đôi mắt đầy tơ máu, Nghê Hoàng, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Tim Nghê Hoàng co thắt lại. Hơi đau lòng nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp đại ca, vòng sơ tuyển cuộc chiến thiên giai đã kết thúc, còn nửa canh giờ nữa là bắt đầu vòng 2 rồi. Mọi người chắc đều đến quảng trường thành thiên giai rồi, tôi vừa định gọi anh dậy đây. Còn nữa, 5 ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là 3 ngày cuối cùng cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nghe nói còn xuất hiện hơn chục thiên tài khủng bố có sức chiến đấu trên 20 vạn, thậm chí 30 vạn. Bọn họ thật sự là một đường nghiền ép tiến vào thành thiên giai. Tối qua còn có một buổi tiệc tối, cô Hướng có sai người đến mời anh,
nhưng anh đang bế quan nên tôi không nói. Diệp Bắc Minh gật gật đầu. Từ từ đứng dậy. Cạch, một tiếng giòn tan vang lên. Không gian xung quanh thân thể thậm chí dao động một chút, hiện ra một vết nứt. Diệp đại ca, chuyện gì vậy? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Nghê Hoàng, Diệp Bắc Minh cũng ngây người, tiểu tháp, đây là sao vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhẹ nhàng cất tiếng, nhóc con, cường độ thân thể của cậu đã đạt tới mức cực kỳ kinh khủng. Một kích bản nguyên cảnh toàn lực, có thể đánh thủng không gian. Vừa rồi cậu chỉ làm động tác đứng dậy đã khiến không gian xung quanh nứt ra. Cũng có nghĩa là, động tác đứng dậy vừa rồi của cậu nếu đụng trúng người khác thì ngang với một kích của bản nguyên cảnh toàn lực. Đệt. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co giật, nhưng mắt lại tỏa ra ánh sáng kỳ dị, khủng bố vậy sao? Nói nhảm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lạnh một tiếng, có ai biến thái như cậu không? Một hơi ăn hơn 100 viên kim tủy đan thượng cổ. Cho dù người khác có ăn được, thân thể cũng không chịu nổi. Cũng chỉ có yêu nghiệt như cậu mới dám làm vậy. Diệp Bắc Minh hơi bất đắc dĩ. Cường độ thân thể đạt tới bản nguyên cảnh, cảnh giới võ đạo mới thần hoàng cảnh. Cái này tìm ai mà nói lý đây? Đi, chúng ta đến quảng trường thiên giai. Chốc lát sau, khi Diệp Bắc Minh chạy tới quảng trường thiên giai, mới phát hiện nơi này đã sớm trở thành biển người núi người. Liếc mắt nhìn qua, trong tầm mắt cũng toàn là đầu người dày đặc. Đặc biệt là khu vực bên ngoài, đã đến mức trước ngực dính sau lưng. Chỉ có khu vực chính giữa quảng trường, hơi tốt hơn một chút. Trong đó, hơn chục thanh niên đứng ở vị trí chính giữa nhất, trong phạm vi 100 mét vuông không có một ai. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh đương nhiên cũng rơi trên người hơn chục người đó. Giọng Nghê Hoàng hơi run rẩy, Diệp đại ca, đây chính là những người có sức chiến đấu 20 mấy vạn, thậm chí 30 mấy vạn mà tôi nói. Người thứ nhất bên trái, Quách Đông, nhập đạo cảnh trung kỳ, sức chiến đấu 20 vạn. Người thứ hai, Tô Cuồng, người thứ ba, Võ Kình Thiên. Người thứ tư, Đường Bằng Phi, người thứ năm, Lộ Tinh Vân. Người thứ sáu, Trương Nhất Kiếm, người thứ bảy, Tây Lâu Đệ Nhất, người thứ tám, Viên Lục, người thứ chín, Phục Bát Hoang, người thứ mười, Vạn Nhân Địch. Người thứ 11 Triệu An Nhiên, người thứ 12 Từ Phác. Người thứ 13 Mục Phi Phi, người thứ 14, Bạch Lộng Nguyệt, người thứ 15, Hạ Cửu U. 10 người đầu, đều là nam. 5 người sau, đều là nữ. Sức chiến đấu của những người này đều từ 20 vạn đến 30 vạn. Có 2 người rất đáng sợ, nghe đồn có lẽ có sức chiến đấu 30 mấy vạn, cụ thể là ai vẫn chưa biết. Nghe Hoàng giới thiệu vanh vách, xem ra đã nghiên cứu không ít. Diệp Bắc Minh gật đầu. Nghê Hoàng, thật sự phải cảm ơn cô. Phía sau 15 người này, có hơn 1.000 người có sức chiến đấu trên 10 vạn. Đột nhiên, Hà Tinh Hà ở trong đám người quay đầu lại, liếc mắt một cái đã chính xác tìm ra vị trí của Diệp Bắc Minh, tên phế vật mày thật sự dám đến à? Tối qua sao không đi tham gia yến hội? Tao còn tưởng mày sợ hãi, bỏ trốn rồi chứ? Đồ đệ, hắn chính là kẻ thù cũ của mà con nói sao? Một giọng nói khác vang lên. Ba người Lôi Viêm, Thiên Cơ Lão Nhân, Lục Linh Nhi từ xa đi tới. Bọn họ là đến xem khảo hạch vòng 2. Trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh, đồng tử của Thiên Cơ Lão Nhân hơi dao động một chút. Vẻ mặt của Lục Linh Nhi có chút quái dị. Hà Tinh Hà cười hì hì, sư phụ, trước kia thì đúng. Bây giờ, không phải nữa, tên phế vật này chỉ là một viên đá kê chân để đệ tử lên đảo Thiên Giai thôi. 5 ngày qua, dưới sự trợ giúp của sư phụ, anh ta hoàn toàn luyện hóa khí hỗn độn. Thực lực bị cưỡng ép đẩy vào nhập đạo cảnh trong thời gian ngắn, giết Diệp Bắc Minh tuyệt đối đơn giản như giết kiến. Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói uy nghiêm, cuộc chiến thiên giai, vòng 2 chính thức mở ra. Hơn 1.000 vạn tu võ giả vượt qua vòng 1 trên quảng trường, còn có họ hàng đến xem của bọn họ, từng người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Âm thanh đến từ 72 đảo thiên giai ở phía trên. Thiên giai, hiện. Lời vừa dứt. Vù. 108 hòn đảo phía dưới thành thiên giai, 72 hòn đảo phía trên điên cuồng rung động, mỗi cái đều tỏa ra một đạo thần quang. 180 cỗ lực lượng vô song ngưng tụ lại với nhau, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện.
một cái thang đỏ như máu, từ sâu trong bầu trời hiện ra, từng bậc một ngưng tụ ra. Chìm vào sâu trong tầng mây. Nối liền thành thiên giai với 72 đảo thiên giai phía trên. Ngẩng đầu nhìn lên, một cỗ khí tức hùng vĩ ập vào mặt. Rung động lòng người. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng của quảng trường thiên giai xuất hiện hơn trăm màn hình thủy tinh cực lớn, trên đó chiếu ra hình ảnh phía trên thiên giai. Bất kể phía trên xảy ra chuyện gì, chi tiết gì, đều có thể hiện ra trên những màn hình thủy tinh này. Đây chính là thang trời. Có lẽ vị diện, thế giới của các người đã từng thấy qua thang trời tương tự. Nhưng, lão phu có thể nói cho các người biết, đó là tổ tiên các người học từ đảo thiên giai rồi mang về. Hôm nay thứ các người nhìn thấy mới là thang trời chân chính. Không nói nhảm nữa, lão phu nói quy tắc tiếp theo. Âm thanh không ngừng vang lên. Chưa thấy người, chỉ nghe tiếng, thang trời tổng cộng 10 vạn bậc. Lão phu nói xong thì các người có thể lên thang trời. Quy tắc chỉ có một, trong hơn 1.000 vạn tu võ giả các người, chỉ có 10 vạn người leo hết thang trời nhanh nhất mới có thể ở lại đảo thiên giai. 10 người đầu, có thể chọn một kiện đạo binh. 100 người đầu, có thể tự do chọn gia nhập một tông môn trong 72 đảo thiên giai. Còn về việc leo thang trời như thế nào, dùng thủ đoạn gì, thì phải dựa vào bản thân các người. Không hạn chế bất cứ điều gì. Lời vừa dứt. Quảng trường thiên giai sôi sục, đôi mắt của tất cả mọi người đỏ bừng. Một khi bước lên thang trời, tất sẽ là một trận ác chiến. Hơn 1.000 vạn tu võ giả, chỉ có 10 vạn người cuối cùng có thể ở lại đảo thiên giai. Xác suất 1%, cũng có nghĩa là trong 100 tu võ giả, 99 người sẽ phải nằm xuống trên thang trời. Mọi người cuối cùng cũng biết, vì sao thang trời lại màu máu. Đây hoàn toàn là do máu tươi của những người tham gia các kỳ trước nhuộm đỏ. Không hạn chế bất cứ điều gì, mới là đáng sợ nhất. Đệt. Diệp Bắc Minh hơi há miệng, khóe mắt không ngừng co giật, tiểu tháp, cần phải tàn nhẫn vậy sao? Hơn 1.000 vạn tu võ giả này, đều là thiên tài đỉnh cao của các vị diện. 100 thiên tài phải có 99 người chết. Cũng quá tàn nhẫn rồi, những người trên đảo thiên giai điên rồi à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nhẹ một tiếng, nhóc con, cái này cậu không hiểu rồi. Bản tháp cảm thấy, những người của đảo thiên giai kia rất thông minh. Ý gì, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lạnh, thế giới bản nguyên có mấy ngàn đại lục, dưới mỗi đại lục đều có tiểu vị diện. Ai biết vị diện nào sẽ xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, khiến cả thế giới bản nguyên phải xáo trộn chứ? Thang trời này của đảo thiên giai, vừa cho thiên tài của mỗi vị diện cơ hội tiến lên đảo thiên giai. Tranh đấu trên thang trời còn có thể khiến những thiên tài đó chết đi 99%, chỉ còn lại 1%, tức 10 vạn người ở lại đảo thiên giai, trở thành đệ tử của đảo thiên giai. Như vậy, vị diện cấp thấp căn bản không có thiên tài tuyệt đối. Không đe dọa được sự thống trị của đảo thiên giai chẳng phải ngủ ngon rồi sao? Thân thể Diệp Bắc Minh run lên. Chẳng lẽ người của vị diện cấp thấp khác không nghĩ ra những điều này? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, tất nhiên có thể nghĩ ra. Đây là mưu kế trần trụi, nếu cho cậu một cơ hội, cậu cứ nói xem có nắm bắt được không? Diệp Bắc Minh im lặng. Tuyệt! Thật sự quá tuyệt! Bây giờ, bắt đầu! Theo tiếng nói uy nghiêm kia vang lên. Phút! 15 người đứng ở phía trước nhất bước ra, trong nháy mắt lao lên thang trời. Tiếp theo là hơn 1.000 tu võ giả có sức chiến đấu trên 10 vạn phía sau. Sau đó là tu võ giả có sức chiến đấu dưới 10 vạn, hơn 1.000 vạn người cùng lao lên thang trời. Cảnh tượng đó cực kỳ kinh người. Hơn nữa, chiến đấu bùng nổ ngay lập tức. Giết! Cút ngay! Chết cho tao! Các loại tiếng giao chiến, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ vài hơi thở mà thang trời đã có máu chảy thành sông, đủ loại thi thể và tay chân đứt lìa từ bậc thang theo dòng máu lăn xuống. Nhuộm đỏ quảng trường thiên giai. Trên màn hình thủy tinh xung quanh đều là tàn sát khắp nơi. Tàn sát điên cuồng. Chỉ có 15 người lao lên thang trời đầu tiên, đã leo được khoảng 1 vạn bậc. Dẫn trước một khoảng xa. 15 người này không giao chiến, mà điên cuồng leo bậc thang. Diệp đại ca, cái này. Cái này, anh thật sự muốn lên sao?
Nghe Hoàng sợ đến mức mặt tái mét, thân thể mềm mại hơi run rẩy. Bước lên thang trời đều là thần quân cảnh trở lên, kém nhất cũng là thần quân cảnh sơ kỳ. Nhưng những thần quân cảnh sơ kỳ này vừa bước lên thang trời, ngay cả một hơi thở cũng không chống đỡ nổi đã tức khắc bị giết chết. Quá tàn khốc. Quá kịch liệt. Quá kinh khủng. Phế vật, sợ rồi à, ha ha ha, Hà Tinh Hà nhìn sang. Anh ta liếm môi một cái, u ám nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, sợ chết thì ngoan ngoãn ở dưới đi. Đợi bố mày leo lên đảo thiên giai rồi, vẫn sẽ tìm mày tính sổ. Nói xong, anh ta lông thèm để ý Diệp Bắc Minh nữa. Giơ tay nắm chặt giữa không trung. Nửa thanh thủy tổ ma đao xuất hiện trong tay. Giết! Một tiếng gầm thét vang lên. Hà Tinh Hà lao lên thang trời, một đao quét ngang ra, thân thể của hơn chục tu võ giả phía trước lập tức nổ tung. Phút! Hà Tinh Hà lướt qua giữa đống thi thể, trên đường thuận tay chém giết hơn chục người nữa, đứng trên bậc thang thứ 100. Tu võ giả xung quanh thấy anh ta đều đi đường vòng. May mà thang trời đủ rộng. Có thể đi vòng từ xa. Phế vật, mày còn đợi gì nữa? Lên đây chịu chết đi. Hà Tinh Hà khí thế ngút trời, cười lớn mỉa mai, tao chỉ đợi mày 10 hơi thở. Không dám lên thì cả đời làm rùa đen rụt đầu đi. Nghe lời đồ đệ nói, Lôi Viêm cảm thấy thú vị nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, thực sự không được thì quỳ xuống, dập đầu 100 cái cho đồ đệ tôi là xong. Thiên Cơ lão nhân cũng chăm chú nhìn anh, tên nhóc này, lão phu vẫn luôn nhìn không thấu, rốt cuộc trên người hắn có bí mật gì. Nhìn Hà Tinh Hà, mi tâm có huyết quang lóe lên. Đây là dấu hiệu của huyết quang tai ương, Hà Tinh Hà hôm nay chắc chắn chết không nghi ngờ gì. Chẳng lẽ là chết dưới tay tên nhóc này? Lục Linh Nhi nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, vô thức lên tiếng, đừng lên. Thiên Cơ huynh, đồ đệ của ông có ý gì vậy? Đồng tử của Lôi Viêm trầm xuống. Diệp Bắc Minh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Hà Tinh Hà trên thang trời, mày sốt ruột muốn chết vậy sao? Ha ha ha. Hà Tinh Hà cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, đúng đúng đúng. Tao muốn chết. Tao đứng trên thang trời hào khí ngút trời, mày ở dưới khúm núm vâng dạ. Bây giờ mày nói tao muốn chết, đúng đúng đúng, mày nói gì cũng đúng. Mỉa mai. Mỉa mai không chút kiêng nể. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, vậy tao sẽ thỏa mãn mày. Phút. Anh bước ra một bước, gần như ngay lập tức đã đứng trên bậc thang thứ 100 của thang trời, đứng trước mặt Hà Tinh Hà. Giơ tay đấm một quyền về phía Hà Tinh Hà. Ha ha ha, ngay cả binh khí cũng không dùng, thật sự chưa từng thấy ai muốn chết như mày. Hà Tinh Hà hoàn toàn hưng phấn. Đến đúng lúc lắm. Nửa thanh thủy tổ ma đao tàn nhẫn chém xuống. Chuẩn bị chém Diệp Bắc Minh thành hai nửa. Tên nhóc này định làm gì? Thiên Cơ lão nhân giật mình. Diệp Bắc Minh lại dùng nắm đấm đối mặt với thủy tổ ma đao. Điên rồi à? Lục Linh Nhi giật mình, Diệp công tử cẩn thận, đó là một thanh ma đao uy lực kinh khủng đấy. Lôi Viêm rất tức giận, trừng mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân và Lục Linh Nhi, Thiên Cơ huynh, ông và đồ đệ của ông, được lắm. Ông ta gật đầu thật mạnh rồi quát lên một tiếng, đồ nhi, khiến tên nhóc này chết không toàn thây. Vâng, sư phụ. Hà Tinh Hà gật đầu một cách dữ tợn, nửa thanh thủy tổ ma đao điên cuồng chém xuống. Ầm. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, nửa thanh thủy tổ ma đao hung hăng đập lên nắm đấm của Diệp Bắc Minh. Một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Nắm đấm của Diệp Bắc Minh không sao cả, ngược lại Hà Tinh Hà đang cầm thủy tổ ma đao. Bay ra ngoài. Phụt. Hà Tinh Hà không chỉ bay ra ngoài, cánh tay cầm thủy tổ ma đao còn nổ tung tại chỗ, phun ra một ngụm máu đen. Vô cùng thê thảm rơi xuống bậc thang thứ 300. Trọng thương, sắp chết. Trời ơi! Giây phút này, tất cả mọi người trên quảng trường thiên giai đều sửng sốt. Màn hình lớn trực tiếp chiếu ra cảnh này. Diệp công tử. Nghe Hoàng kích động, thân thể mềm mại run rẩy. Đôi mắt tuyệt mỹ của Lục Linh Nhi hơi mê man, vốn dĩ cô ấy không có cảm giác gì với Diệp Bắc Minh. Giây phút này, trái tim thiếu nữ lại dao động kịch liệt. Đảo thiên giai, thành thiên giai, quảng trường thiên giai. Dưới tình cảnh hàng tỷ người chú ý như vậy, một người đàn ông làm nên kỳ tích này, ai mà không động lòng chứ? Không chỉ Lục Linh Nhi,
vô số nữ tu võ giả đều thầm hứa trong lòng rồi. Đồ nhi. Lôi Viêm kinh hô một tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt già nua hoàn toàn đông cứng. Cùng lúc đó, ở cuối thang trời, trên một quảng trường khổng lồ khác. Nơi này, vị trí trung tâm cũng có một màn hình cực lớn, đang ghi lại cảnh 15 người đầu tiên lao lên thang trời. Xung quanh có hàng trăm màn hình nhỏ, trong đó một cái mới ghi lại cảnh Diệp Bắc Minh vung một quyền đánh trọng thương Hà Tinh Hà. Mạc lão, vừa rồi có một tên nhóc dùng một quyền đánh bay một người nhập đạo cảnh ra ngoài 200 bậc thang trời, suýt chút nữa đánh chết. Một lão giả cười nói. Chú ý một chút. Hừ, không cần thiết. Mạc lão khinh thường hừ nhẹ một tiếng, có lẽ có chút tiềm lực, nhưng dưới 5 vạn bậc thang trời thì chúng ta không cần xem đâu nhỉ. Cũng phải, dưới 5 vạn bậc, đều không có tư cách lên đảo thiên giai. Lão giả nói chuyện gật đầu. Không chú ý nữa. Trong đám người, chỉ có số ít mấy đôi mắt chăm chú nhìn tất cả những điều này. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi cảm thấy thực lực của tên run rế này lại tăng cường nữa? Lông mày của Sở Nguyên Bá nhíu chặt lại. Ngày Diệp Bắc Minh tiến vào thành thiên giai, đã đối chiến một quyền với Hà Tinh Hà. Lúc đó lực lượng của Diệp Bắc Minh tuyệt đối không kinh khủng như bây giờ. Mới chỉ qua đúng 5 ngày. Một quyền vừa rồi lại khiến Hà Tinh Hà nhập đạo cảnh sắp chết. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Sở Nguyên Bá không hiểu sao lại hơi lo lắng, lần đầu tiên anh ta không tự tin với sắp xếp của mình. Không nhịn được quay đầu nhìn lão giả hầu hạ bên cạnh, ông xác định đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ. Tên nhóc này sẽ không xông vào top 10 vạn chứ. Công tử xin yên tâm. Lão giả mỉm cười, thuộc hạ đã sắp xếp 2 người. Sẽ đợi tên này ở khoảng 5 vạn bậc. Nếu hắn đến 5 vạn bậc, hai người kia sẽ ra tay giết chết. Nếu hắn leo không tới 5 vạn bậc, thì cũng không cần nữa. Ngoài ra, còn có 20 người có sức chiến đấu hơn 10 vạn đang đợi hắn ở giữa đường. Khóe miệng Sở Nguyên Bá hiện lên một ý cười thú vị, vậy thì tiếp tục xem kịch hay đi. Phía sau hai người không xa. Sở Y Thủy cau mày. Cắn môi đỏ truyền âm sang hướng Lily ở bên cạnh, Ly Nhi, có cách nào giúp hắn không? Hướng Lily lắc đầu, Y Thủy, lên thang trời thì ai cũng không giúp hắn được. Sao cô không nói sớm là hắn đắc tội Sở Nguyên Bá? Nếu cô nói sớm, tôi nhất định khuyên hắn đừng lên thang trời. Nhưng bây giờ, ai ra, nói gì cũng muộn rồi. Hy vọng hắn leo được một nửa rồi chủ động rút lui luôn. Sở Y Thủy lắc đầu. Với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng đâu. Không biết tại sao. Cô ta và Diệp Bắc Minh chưa gặp nhau mấy lần, nhưng dường như lại hiểu rõ tính cách của anh như lòng bàn tay. Hắn cứu mạng tôi một lần, bất luận thế nào tôi cũng không thể nhìn hắn chết như vậy. Tôi phải nhắc nhở hắn. Nhắc nhở hắn, chẳng lẽ cô muốn, hướng Lily giật mình, căng thẳng nhìn quanh bốn phía, đừng. Nơi này toàn là nhân vật đỉnh cao của đảo Thiên Giai. Nếu cô vận dụng lực lượng của thể chất hỗn độn thì nhất định sẽ bị người ta phát hiện. Không kịp nghĩ nhiều vậy đâu. Sở Y Thủy lắc đầu, nếu tôi không nhắc nhở hắn, hắn nhất định sẽ chết. Đồng thời, dưới sự chú ý của vạn người, Diệp Bắc Minh chậm rãi đi về phía Hà Tinh Hà. Tu võ giả xung quanh lần lượt tránh ra một con đường. Mày rốt cuộc là quái vật gì? Giọng nói của Hà Tinh Hà run rẩy. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ khóe miệng. Nội tạng của anh ta bị một quyền kia đánh nát hết. Tên nhóc này là quái vật gì vậy? Lúc ở giới U Minh, anh ta còn có thể đánh qua đánh lại với đối phương. Ở cửa thành thiên giai, anh ta còn có thể cứng rắn tiếp một quyền của đối phương. Giờ phút này, dung hợp khí hỗn độn, vận dụng thủy tổ ma đao mà vẫn không phải là đối thủ của tên này. Đồng tử của Diệp Bắc Minh lạnh lẽo. Không nói một lời, từng bước một đi tới. Đừng giết tôi, Diệp công tử, ô không, đại nhân, Diệp đại nhân. Hà Tinh Hà không màng mặt mũi. Quỳ trên bậc thang điên cuồng dập đầu cầu xin. Tôi cầu xin ngài, nhà họ Hà của tôi có rất nhiều tài nguyên tu võ. Chỉ cần ngài chịu tha cho tôi bảo đảm sẽ cung cấp tài nguyên tu võ vô hạn cho ngài, kể cả tôi cũng là chó của ngài. Bịch. Anh ta vừa mới dung hợp khí hỗn độn, bây giờ lại phải chết trên thang trời. Thật sự không cam lòng,
Phía dưới thang trời, Lôi Viêm không màng tất cả quát lớn, Diệp Bắc Minh, mày dám giết đồ đệ của tao. Lôi Viêm, tao sẽ không tha cho mày đâu. Khi mày ra tay với cha mẹ tao, mày đã là người chết rồi. Diệp Bắc Minh phớt lờ lời đe dọa của Lôi Viêm, giơ tay đấm ra một quyền. Thân thể của Hà Tinh Hà lập tức hóa thành một mảng xương máu. Bù! Một đạo thần hồn xông ra, muốn lao xuống thang trời để chạy trốn. Diệp Bắc Minh trở tay đấm ra một quyền, một tiếng trầm đục vang lên, thần hồn của Hà Tinh Hà tan biến. Thân thể mềm mại của Lục Linh Nhi run lên, cô ấy tất nhiên biết thực lực của Hà Tinh Hà, thế mà lại dễ dàng chết như vậy. Nhẹ nhàng đơn giản như thế. Đồ Nhi! Lôi Viêm phát ra tiếng gầm thét xé lòng, tên xúc sinh, mày đợi đó cho tao. Phụt! Một ngụm máu tim của ông ta phun ra, ngất xỉu tại chỗ. Diệp Bắc Minh làm như không nhìn thấy. Giơ tay nắm chặt giữa không trung. Nửa thanh thủy tổ ma đao rơi vào tay Diệp Bắc Minh. Hà Tinh Hà đã chết, liên hệ với thủy tổ ma đao biến mất. Diệp Bắc Minh cầm thanh đao vô chủ này, bình tĩnh nói, cho mày hai lựa chọn, thứ nhất, cùng tao leo hết bậc thang này. Thứ hai, bây giờ tao phế bỏ mày luôn. Thủy tổ ma đao khẽ run lên, biểu thị quy phục. Tốt, chúng ta đi. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu. Anh ngẩng đầu nhìn thang trời chìm vào tầng mây, vừa định lên đường. Đột nhiên, trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc, Diệp công tử. Tôi là Sở Y Thủy, Sở Nguyên Bá muốn giết anh. Sở Y Thủy. Diệp Bắc Minh giật mình, kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, cô ở đâu? Đừng nhìn nữa. Giọng nói của Sở Y Thủy tiếp tục vang lên, tôi đang ở trên đảo Thiên Giai, tôi nói ngắn gọn thôi. Sở Nguyên Bá tìm hơn chục người có sức chiến đấu hơn 10 vạn, tốt nhất anh trực tiếp rút lui khỏi thang trời đi. Còn nữa, còn hai người trong top 15, đang đợi anh ở bậc thang thứ 5 vạn. Bây giờ, bọn họ mới leo được hơn 3 vạn bậc, tôi không biết là ai. Nhưng mà, tốt nhất anh trực tiếp bỏ cuộc đi. Nói một hơi xong. Diệp Bắc Minh kiên định lắc đầu, xin lỗi, tôi có lý do nhất định phải lên đảo Thiên Giai. Anh! Sở Y Thủy gấp gáp nói, có gì quan trọng hơn mạng của anh chứ? Mau bỏ cuộc đi, bây giờ anh mới leo được 300 bậc, quay người bước xuống thang trời là được, không mất mặt đâu. Anh tiếp tục leo lên thì sẽ chết đó. Diệp Bắc Minh cảm thấy trong lòng ấm áp. Tuy anh cứu Sở Y Thủy một lần, nhưng cũng không nghĩ đối phương không màng tất cả để nhắc nhở anh. Vừa định mở miệng, thang trời đột nhiên rung động dữ dội. Trên quảng trường cuối thang trời, hơn ngàn đại biểu của các thế lực lớn từ 72 đảo kinh hãi đứng dậy, mặt đầy khiếp sợ nhìn thang trời rung chuyển. Trên từng khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ kích động. Động tĩnh này là... Mẹ nó, khí tức thể chất hỗn độn, trên thang trời xuất hiện thể chất hỗn độn. Mau phong tỏa thang trời, bất kỳ ai cũng không được rời đi, nhất định phải tìm ra thể chất hỗn độn này. Lời vừa dứt. Lối ra của thang trời sáng lên một quầng sáng trong suốt. Chỉ có thể vào, không thể ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Y Thủy tái nhợt, xong rồi. Là mình hại hắn. Liên hệ với Sở Y Thủy đứt đoạn. Thang trời cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Ha ha, bây giờ muốn rút lui cũng muộn rồi. Diệp Bắc Minh cười nhạt. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc con, cô gái này có thể nhắc nhở cậu, có thể thấy tâm địa không xấu. Đồng tử Diệp Bắc Minh lóe sáng, nếu tâm tư không xấu, vậy tôi sẽ có cơ hội lấy được tinh huyết của thể chất hỗn độn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục sửng sốt, nhóc con, bản tháp thật không biết nên nói cậu thế nào cho phải nữa. Người ta muốn cứu cậu, cậu lại nghĩ tới tinh huyết của người ta. Diệp Bắc Minh không trả lời. Bước ra một bước, lập tức lại vượt qua 500 bậc thang. Cực kỳ nhẹ nhàng. Hiện tại những bậc thang này không có bất kỳ khác biệt nào với bậc thang bình thường, khó khăn duy nhất chính là những tu võ giả cùng bước lên bậc thang. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người bên cạnh đánh lén rồi nằm xuống. Nhưng mà Diệp Bắc Minh vừa mới uy mãnh chém giết Hà Tinh Hà nhập đạo cảnh sơ kỳ, căn bản không có ai dám gây phiền phức cho anh. Phút. Diệp Bắc Minh lao một mạch tới khoảng bậc thứ 5.000. Đột nhiên. Bù. Một cỗ trọng lực mạnh mẽ nghiền ép xuống, thân thể của anh hơi chấn động.
10 lần trọng lực. Cuối cùng cũng có biến hóa rồi. Đồng tử Diệp Bắc Minh khẽ động, khó trách sau bậc thang thứ 5.000 tu võ giả ít đi rất nhiều, hóa ra là 10 lần trọng lực. Vừa bước lên bậc thứ 5.001. Hai nam một nữ tạo thế hợp tác với nhau đi tới. Nhóc con, tốc độ cũng khá nhanh đấy. Khóe miệng của thanh niên áo xanh mang nụ cười trào phúng. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn tấm bảng tên trên eo thanh niên áo xanh. Xài Tiêu, sức chiến đấu 15 vạn. Hai người kia. Lục Khôn, sức chiến đấu 16 vạn. Lưu Ngọc Linh, sức chiến đấu 14 vạn. Tôi không muốn lãng phí thể lực, cho các người một cơ hội. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh lạnh lùng, tránh ra, nếu không trong 3 giây tôi sẽ khiến đầu các người rơi xuống đất. Ha ha ha. Ba người bật cười không chút kiêng nể, cười chết mất, 3 giây. Thật đáng sợ đó, bây giờ bố mày sẽ đếm 3 giây. 3, 2, chữ, 1, vừa dứt. Xoẹt một tiếng, ba người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Diệp Bắc Minh đã trực tiếp lướt qua ba người, xuất hiện trên bậc thang thứ 5.200. Đệt. Ba người cùng quay đầu, trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, mẹ nó, mày dám đùa giỡn bọn tao. Đuổi theo. Xài Tiêu quát lớn một tiếng. Đột nhiên, hắn ta phát hiện ánh mắt kinh hãi của đồng bọn, anh. Sao vậy? Xài Tiêu sửng sốt. Đồng tử của Lục Khôn điên cuồng co rút lại. Chỉ vào cổ Xài Tiêu, cổ của anh. Cổ. Xài Tiêu ngẩn người, đưa tay sờ cổ một cái, máu tươi tuôn ra, đây là. Ánh mắt của anh ta chuyển động, kinh hãi nhìn Lục Khôn và Lưu Ngọc Linh. Cổ của các người cũng. Trên cổ hai người cũng xuất hiện một đường chỉ máu. Giây tiếp theo. Ba người cùng lúc cảm thấy cổ họng đau nhói, đầu nghiêng sang một bên, đầu người rơi xuống đất. Mẹ kiếp. Ở cuối thang trời, Sở Nguyên Bá nhìn thấy cảnh này qua màn hình lớn, kinh ngạc đứng dậy, chuyện gì thế này? Ba người này thật sự có sức chiến đấu trên 15 vạn sao? Sao ngay cả một đao của tên nhóc kia cũng không chặn nổi? Lão già ở bên cạnh cũng giật mình. Nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi đầy đầu, cái này. Cái này. Phía sau hai người cách 100 mét. Hướng Ly Ly trợn to hai mắt, không dám tin nhìn cảnh này, trời ơi. Y Thủy, thực lực của hắn mạnh như vậy, cô còn lo lắng gì chứ? Sở Y Thủy cũng ngây người. Hoàn toàn không ngờ thực lực của Diệp Bắc Minh lại kinh khủng như vậy. Vừa leo tới khoảng bậc thứ 5.600. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh cảm thấy phía sau có khí tức đuổi theo. Lông mày của anh nhíu lại. Quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt một chút. Hai gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt. Lại là Vũ Văn Phong tân tộc của Đại Lục Hỗn Độn, Vũ Sung Tiêu Vũ tộc. Các người cũng đến giết tôi sao? Đồng tử của Diệp Bắc Minh híp lại. Liếc mắt nhìn tấm thẻ thân phận của hai người. Vũ Văn Phong, sức chiến đấu 2 vạn. Vũ Sung Tiêu, sức chiến đấu 1 vạn. Không không không, Vũ Văn Phong vội vàng lắc đầu. Diệp công tử, chúng tôi thấy nơi ngài đi qua căn bản không ai dám đuổi theo. Trong vòng 1.000 bậc thang. Trong thời gian ngắn không ai dám đi. Cho nên, chúng tôi mới mạo muội đi theo. Nơi Diệp Bắc Minh đi qua. Không ai dám cản. Tránh ra một con đường. Hai người đi theo phía sau, lại một đường leo tới hơn 5.000 bậc mà không có việc gì. Nếu không, với sức chiến đấu hơn 1 vạn của hai người, căn bản không thể nào đến được nơi này. Thấy Diệp Bắc Minh không có phản ứng. Vũ Sung Tiêu vội nói, Diệp công tử, chúng tôi không đi theo không công đâu. Ở đây có 1 vạn tinh thần thạch, chỉ cần ngài để chúng tôi đi theo là được, không cần quan tâm chúng tôi. Còn chúng tôi có thể leo tới bước nào, coi như là vận may của chúng tôi. Cô ta ném qua một cái nhẫn chữ vật. Thần niệm của Diệp Bắc Minh thăm dò, quả nhiên có hơn 2 vạn tinh thần thạch. Được rồi, các người có thể đi theo. Nhưng tôi cũng sẽ không quan tâm sống chết của các người đâu. Anh xoay người bỏ đi. Đa tạ, cảm ơn. Hai người vô cùng cảm kích, kích động đi theo sau lưng Diệp Bắc Minh. Một hơi lao tới khoảng bậc thang thứ 1 vạn, 11 bóng người đã chặn ở phía trước, mỗi người đều có sức chiến đấu trên 17 vạn. Đồng tử của mỗi người đều ngưng lại, trên người cuộn trào sát ý ngút trời.
tôi đã nói sao đường đi yên tĩnh như vậy, hóa ra đều đang ở đây chờ chết à. Diệp Bắc Minh cười nói. Nhóc con, ba tên ngu ngốc Sài Tiêu, Lục Khôn, Lưu Ngọc Linh khinh thường mày, cho nên chết dưới tay mày. Người cầm đầu lạnh lùng mở miệng. Chu Kiếm, sức chiến đấu 18 vạn. Nhập đạo cảnh trung kỳ, khí thức cực kỳ kinh khủng. Mày cho rằng bọn tao ngu ngốc giống bọn chúng sao? Giết! Chu Kiếm như một thanh kiếm lao ra, trong không khí thậm chí xuất hiện một mảng tàn ảnh. 10 người còn lại cũng như tia chớp lao xuống. Diệp Bắc Minh nhe răng cười, một đám gà đất chó ngói. Bố mày không rảnh lãng phí thời gian với bọn mày, nổ tung cho tao. Anh nắm chặt thủy tổ ma đao, chém ra một đao. Trong nháy mắt Chu Kiếm tiếp xúc với thủy tổ ma đao, một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi xuất hiện. Bịch! Chu Kiếm như quả dưa hấu nổ tung, máu loãng bắn tung tóe. Chu Kiếm, sao có thể? 10 người còn lại sợ đến mức thân hình run lên, toàn bộ dừng lại kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Lại nổ! Diệp Bắc Minh gầm thét một tiếng, tàn sát đẫm máu. Thủy tổ ma đao quét ngang về phía trước, một đạo đao khí màu máu cuốn tới. Phụt! Người nhập đạo cảnh trung kỳ thứ hai ngã xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.